Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2. Tập 59. Chương 581, đóa hoa đẹp nhất huyện Lam Điền, 1. Chập tối về nhà, Vân Chiêu nhìn cơm tối Tiền Đa Đa an bài mà thở dài, cúi đầu ăn. Tiền Đa Đa gắp cái chân giò lớn đặt vào bát trượng phu, thấy y cúi đầu lầm lũi ăn không nói không rằng, cười báo, hôm nay Vân Hiển biết chạy rồi. Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn tiểu nhi tử nước dãi ròng ròng liền lấy miếng xương to nhất gỡ thịt, để lại ít thịt đặt vào bát cho con gặm, rồi lấy thịt mềm gỡ ra đặt vào bát Vân Chương, xoa đầu hai đứa con, tiếp tục cúi đầu ăn. Phùng Anh vớt trong bát một ít sò cho vào bát Vân Chiêu, mặc dù thi thoảng do chính sự ảnh hưởng, tâm trạng Vân Chiêu cũng không tốt, nhưng ít thấy y trầm mặc như vậy, hôm nay phu quân làm sao thế? Vân Chiêu nhìn hai cái bát lớn trên bàn, gắp hai miếng thịt kho cho vào bát Phùng Anh và Tiền Đa Đa, đột nhiên hỏi, các nàng nói xem, nhà ta có phải sống đơn giản quá không? Phùng Anh chớp chớp mắt không hiểu ý y, cơn nước thế này với thiếp là tốt lắm rồi, rất thiếp thích. Tiền Đa Đa thì biết nhiều hơn, phì cười, chàng quan tâm ngoài kia nói làm gì, ăn cho thoải mái mới là cho mình. Tại chàng không thích ăn ngào ngư tổ yến gì đó. Nếu không thiếp nấu cho chàng ăn, nhà ta muốn xa xỉ còn khó à. Thời gian tới nàng chịu mời khách tới nhà ta một chút, chủ yếu là Tần Vương Phi với Đáp Quý Phụ ấy. Cho bọn họ biết nhà ta ăn thế nào, tránh bọn họ ăn một bữa ngon cũng nơm nớp lo sợ, đám khốn kiếp kia đúng là tạo nghiệt mà. Vân Chiêu thở dài, bây giờ mỗi hành vi, mỗi lời nói của Vân Chiêu không còn đại biểu cho cá nhân y nữa. Có vô số người xăm soi thậm chí suy đoán hoặc tưởng tượng ra hàm ý sâu xa từ trong việc làm bình thường nhất của y. Trước nay Vân Chiêu cố gắng bình thường hóa bản thân, đề cao pháp luật, chính sách, quan phủ, tổ chức chứ không phải bất kỳ cá nhân nào, rốt cuộc vẫn không tránh được tư tưởng sùng bái cá nhân. Ăn cơm xong cả nhà tản bộ trong hoa viên, Vân Chiêu mới đem chuyện xảy ra hôm nay kể ra. Phùng Anh cau mày, không phải chỉ là bữa ăn sao, thực sự làm quá, làm thế lộ liễu quá. Tiền Đa Đa có suy nghĩ khác, cũng không hẳn, cách thức thì nông cạn thật, nhưng hóa hay, đơn giản lại trực quan, khiến người vô tri sùng bái chàng, người có kiến thức sợ chàng. Chẳng phải bàn chính sự, chẳng qua chỉ là phu thê tán gẫu, chia sẻ với nhau việc làm trong ngày thôi, Vân Chiêu bế Vân Hiển lên kiệu lên vai. Đứa bé này không thích bị bế úp mặt trong lòng, nó cứ thích xoay mặt ra ngoài ngó nghiêng cơ, trông vất vả hơn Vân Chương một chút, ta thấy làm thế bị trí sĩ thiên hạ cười cho thì có. Chàng muốn làm hoàng đế còn sợ người khác cười à? Ta thấy mình phải hơn toàn bộ hoàng đế trước kia mới phù hợp với thân phận của ta. Tiền Đa Đa che miệng cười khúc khích, sao được, so với Tùy Văn Đế và Hiếu Tông bản triều thì chàng đã có chỗ không bằng rồi. Vân Chiêu liếc Tiền Đa Đa, vậy nàng hy vọng ta ra ngoài làm bậy, hay là chỉ cần ta không dẫn nữ nhân khác về nhà coi là giữ thân như ngọc. Chàng cứ ứng phó được với tỉ muội bọn thiếp đi đã rồi hẵng. Á! Phùng Anh một tay bế Vân Chương, tay kia đưa ra đánh Tiền Đa Đa một cái, cô là phụ nhân, nói mấy lời lưu manh không biết khéo léo một chút à. Không ngờ Vân Chương đang học nói cười khanh khách làm liền một tràng, lưu manh, lưu manh, lưu manh. Tiền Đa Đa trừng mắt với Phùng Anh, ý nói xem ai làm hư con kìa, hai nàng rối rít đánh trống lảng để Vân Chương quên từ không hay vừa rồi đi thì Vân Hiển cười khanh khách, lưu manh, lưu manh. Thế là đề tài thay đổi rồi. Chuyển từ quốc sự sang gia sự, chủ yếu là chuyện giáo dục con. Chủ yếu là hai lão bà cãi nhau bằng âm lượng thấp tránh nhi tử nghe thấy, còn Vân Chiêu bày trò chơi để chúng quên đi. Nhưng đến đêm khuya Vân Chiêu vẫn mất ngủ, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm giác muốn nâng chén cùng trăng uống vài chén. Hôm nay cảm giác cả Tiền Đa Đa và Phùng Anh đều cố tình lảng đi, có lẽ vì quy củ cũ, nội cung không can dự chính sự. Không nói cũng biết là Phùng Anh kiến nghị, Tiền Đa Đa thấy hợp lý nên nghe theo, chứ bản thân Tiền Đa Đa không có ý thức cao như vậy. Sự cô độc của đế vương từ đó mà ra, nói cách khác tầm quan trọng của quyền lực đế vương quan trọng hơn ái tình và gia đình rồi. Vân Chương đái dầm đánh thức Phùng Anh, đồng thời cũng khiến Vân Chiêu từ trên trời quay về nhân gian. Phu thê hai người một bế đứa bé ướt sũng thay quần cho nó, một thì trải lại giường, Vân Chiêu xong việc trước chuyển sang ngây người nhìn thân thể của Phùng Anh ngày một đầy đặn.
quyền lực và hùng tâm tráng trí luôn luôn là thứ thuốc kích dục tốt nhất, dù sao phải chinh phục thứ gì đó mới lắng dịu được. Trước mắt không có thành trì để y công phá. Phùng Anh thấy không thể chiều cái thói xấu vô cớ của trưởng phu, lườm y mấy cái, khi nhi tử nằm trong nôi khôi phục dáng ngủ đầu hàng, liền mặc trưởng phu thô bạo ném lên giường. Khi trời sáng Vân Chiêu ngủ như lợn chết, Phùng Anh và nhi tử gọi rất lâu mà y không chịu bò dậy, thế nên đành bỏ mặc. Đến trận trưa Vân Chiêu mới lười nhác rời phòng. Tiền Đa Đa môi giẩu lên rõ cao, mặt mày sưng xỉa, thái độ ác liệt. Phùng Anh hời hợt nói, Đa Đa cứ thích đem lời tình tứ mà trước kia phu quân nói với cô ấy kể cho thiếp nghe, cho nên hôm qua thiếp phản kích một chút. Vân Chiêu nhìn trái nhìn phải trừ hai nhi tử An Tham thì không có ai, làm vẻ đạo mạo gật đầu, rất tốt, nên phản kích nhiều vào. Vô sỉ. Tiền Đa Đa đập đũa lên bát leng keng một hồi, khi về tới thư phòng Vân Chiêu vẫn chẳng có chút tinh thần nào, đêm qua sung mãn hùng tâm tráng trí hôm nay gặp phải thảm bại chưa từng có. Thế nhưng mệt mỏi thế nào Vân Chiêu cũng không thể không gặp Trương Oánh. Nàng cuối cùng cũng tìm ra thứ thuốc súng tốt nhất. Trương Oánh kiêu ngạo đặt phối phương lên bàn, đây vốn là thứ Vân Chiêu trông đợi từ lâu, nhưng ánh mắt y lại từ tờ giấy di chuyển tới bàn tay nàng. Bàn tay Trương Oánh không lớn, nhỏ nhắn khéo léo, chỉ là bây giờ càng nhỏ hơn, tay phải chỉ còn lại ngón cái, ngón trỏ, cùng với cái ngón giữa cong queo không cách nào miêu tả được. Thế này kỳ thực cũng không tệ, khi gặp Tiền Thiểu Thiểu, ti chức có thể đường hoàng giơ ngón giữa lên với hắn, hắn không thể nói gì. Thấy Vân Chiêu nhìn tay mình, Trương Oánh chủ động cười nói, Vân Chiêu không nói gì cả, lấy ấn tín của mình đóng dấu lên bí phương. Ký tên xong giao Dương Hùng, người đích thân sao chép một bản, giao cho Tượng Tác bắt đầu thử sản xuất quy mô lớn. Công tác bảo mật giao cho Tiền Thiểu Thiểu, nói với hắn, nếu để lộ ra ngoài, dù hắn là tiểu cữu tử của ta thì cũng đừng hòng thoát chết. Dương Hùng cố gắng hết sức để không nhìn bí phương, nhanh chóng cho vào hộp đồng nhỏ khóa lại, nói với Vân Chiêu, để giảm thiểu khả năng lộ bí mật, ti chức không sao chép thứ này nữa, đợi Tiền Thiểu Thiểu tới, để đích thân hắn làm. Vân Chiêu gật đầu, ý của y cũng là như thế, sở dĩ bảo Dương Hùng sao chép là biểu thị sự tín nhiệm thôi, đợi Dương Hùng ra ngoài khép cửa lại. Vuốt ve cái hộp đồng màu vàng, vậy là ngươi đã hoàn thành rồi, ngươi muốn gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực, ta sẽ không từ chối. Trương Oánh lắc đầu, hiện ti chức không thiếu gì nữa, không cần Tiền Thiểu Thiểu nữa sao? Thôi ạ, Lôi Hăng vừa mắt hơn một chút, chỉ không biết ti chức thiếu mất hai ngón tay, hắn còn cần ti chức nữa không? Chương 582, đóa hoa đẹp nhất huyện Lam Điền, 2. Hắn dám à? Vân Chiêu vỗ bàn đứng dậy, khẳng định ngươi xứng với bất kỳ ai trên thế giới này. Ta nói thật đấy, dung mạo chỉ là mây khói bay qua trước mặt thôi. Vậy huyện tôn có thể cho ti chức một gian nhà tranh ở gần suối không? Buổi sáng mở mắt ra có thể thấy đỉnh Tuyết Ngọc Sơn. Trước khi đi ngủ còn có thể nghe tiếng nước chảy róc rách đưa ti chức vào giấc ngủ. Trương Oánh mắt long lanh chưa hết vẻ ngây thơ nhìn Vân Chiêu đầy kiên định. Được, tưởng gì khó chứ, như vậy thì tốt quá. Chẳng những như ngươi muốn, trước cửa sẽ có bồn hoa. Bốn mùa hoa tươi nở rộ, nằm trên giường có thể nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh, nằm mơ còn có cả ánh trăng trong chiếu lên người. Vân Chiêu đi tới trước mặt Trương Oánh, nha đầu này hồi nhỏ bị cha mẹ lừa nói rằng đưa tới một nơi được ăn ngon, sau đó nhanh chóng lấy 40 cân kề, để mặc khuê nữ khóc hết nước mắt, đặt tay lên vai nàng ôn nhu nói, đừng nghĩ trên đời không ai thương ngươi, nếu người khác không thương ngươi thì để ta thương ngươi. Trương Oánh ngây ra nhìn hồi lâu, cuối cùng nhỏ một giọt nước mắt, ôm Vân Chiêu một cái, ôm rất chặt, ti chức biết huyện tôn sẽ không làm mọi người thất vọng. Nói rồi mỉm cười vẫy tay với Vân Chiêu rời đi. Kiêu ngạo lên, Trương Quốc Oánh của ta. Vân Chiêu mỉm cười nhìn bóng lưng nàng nói lớn, tận đến khi bóng dáng Trương Quốc Oánh đã hoàn toàn bị che khuất sau tường, không ngờ nha đầu đó cũng thuộc loại mau nước mắt, lão tử nói một câu mà đã cảm động thế rồi. Nhưng mà Trương Quốc Oánh khóc thì còn hiểu được, cái tên Dương Hùng kia đang lén lau nước mắt thì vì cái gì? Vân Chiêu hơi nhíu mày, cảm giác là lạ, đột nhiên nói vào không khí, có phải hối hận rồi không? Tiền Thiểu Thiểu chẳng biết lẻn vào phòng từ khi nào, đang ngồi xổm dưới cửa sổ, khịt mũi nói, đúng là có chút hối hận, nữ nhân này làm sao lại càng xinh đẹp thế nhỉ? Có lẽ 50 năm nữa nàng sẽ là tuyệt đại giai nhân trong số nữ nhân già, không sao Lôi Hằng xem tướng thì biết là tên quỷ đoàn thọ thôi, tới khi đó ti chức lại thân cận nàng cũng không muộn.
Vân Chiêu không để ý tới những lời linh tinh của Tiền Thiểu Thiểu, đẩy hộp đồng cho hắn, ngươi chép ra một bản. Sau đó tới công xưởng tượng tác bắt đầu chế tác quy mô nhỏ, tất cả các khâu đều bảo mật ở mức cao nhất. Tiền Thiểu Thiểu mở cái hộp ngay trước mặt Vân Chiêu, xem bí phương xong đóng lại, huyện tôn, giờ có ai biết thứ này rồi? Người trong viện nghiên cứu vũ khí có ai biết không? Mới chỉ có ta, ngươi và Trương Quốc Oánh thôi. Vân Chiêu hiểu ý tên này, nếu còn có người khác biết, vì bảo mật, hắn nhất định giết người đó, xua tay, đi làm việc đi, ngoài ra xây một căn nhà tranh thật tinh xảo ở gần suối. Phải mở mắt ra nhìn thấy Ngọc Sơn, khép mắt lại nghe thấy tiếng suối chảy, không được quá ồn ào, sao vừa đủ để du ngủ. Trước nhà phải có biển hoa, nóc nhà lắp pha lê ngắm trăng sao, khi hoàn thành bản vẽ hỏi xem Trương Quốc Oánh có hài lòng không. Tiền Thiểu Thiểu hít sâu một hơi, hắn nhớ ở Vân Gia Trang Tử Đích Thị đúng là có chỗ như vậy thật, chỗ đó Từ tiên sinh muốn huyện tôn cũng không cho mà. Ông ấy già rồi, tùy tiện kiếm một chỗ mà ở là được, chọn chỗ gần suối làm gì. Vân Chiêu cúi đầu phê duyệt văn thư, đi làm việc đi, nếu có người phát minh thứ tốt hơn nữa, ngay cả đại thư phòng này ta cũng có thể nhường ra. Tiền Thiểu Thiểu bĩu môi, huyện tôn dám nói lời này trước mặt Sơn trưởng không? Ha ha ha, huyện tôn của ngươi có điều gì mà không dám nói, khi còn nhỏ y đã nói những lời đại nghịch bất đạo hơn nhiều ấy chứ. Không ngờ Từ tiên sinh cười ha hả từ bên ngoài đi vào, Vân Chiêu ngạc nhiên, tiên sinh ít khi xuống núi, nếu có việc thường báo trước. Không đột ngột tới thẳng đại thư phòng tìm y thế này, chẳng lẽ ở thư viện xảy ra chuyện gì, tiên sinh, có chuyện gì hay sao? Từ tiên sinh lấy trong ống tay áo ra một bản văn thư đặt lên bàn Vân Chiêu, không có gì, hôm nay tiện thể xuống núi ghé qua chút, đây là dự toán của thư viện năm nay. Vân Chiêu bỏ văn thư xem giờ đó, cầm lấy dự toán thư viện nhìn lướt qua, chỉ có 16 vạn đồng bạc, như vậy có đủ không? Năm ngoái cấp cho thư viện đã 20 vạn lượng rồi mà. Từ tiên sinh vuốt râu, thực ra 12 vạn lượng là đủ, 16 vạn là dư giả rồi, năm nay ngươi không có tiền. À, ngại lấy nhiều. Trong huyện có eo hẹp một chút thật, song học sinh không có ý tước giảm hạng mục hỗ trợ nghiên cứu của thư viện. Vân Chiêu gọi Dương Hùng vào, nghiêm mặt nói, giao cho chính vụ ti hạch toán lại, nhớ kỹ, không phải bỏ bất kỳ hạng mục nghiên cứu hữu ích nào. Đáng lẽ hôm nay là một ngày ý nghĩa trọng đại, đáng kỷ niệm, đáng ăn mừng. Vì quân đội toàn hỏa khí chân chính mà y luôn theo đuổi rốt cuộc cũng sắp ra đời rồi, nhưng Vân Chiêu cứ có cảm giác là lạ, hình như mình bỏ sót cái gì. Nên đến lúc về hậu trạch ăn tối, y đem chuyện kể ra. Thiểu Thiểu kể với thiếp rồi, Trương Oánh khóc vì cho rằng chàng sẽ giết nó bịt miệng đấy. Cái mảnh đất gần suối đó rất thích hợp làm mộ, tiên sinh vì thế mà nhắm vào từ lâu, nó cố ý nói với chàng, nó đã chuẩn bị để chết rồi. Thậm chí tiên sinh hôm nay cũng tới tìm thiếp, nói là để xem thiếp giáo dục hai đứa bé thế nào, nhưng thiếp xem chừng là giả, mục đích chính là nếu chàng có ý định ra tay với Trương Oánh sẽ ngăn cản. Tiền Đa Đa nghe Vân Chiêu kể chuyện thì tỏ ra cảm thông, nàng biết trượng phu lúc này trong lòng nhất định đang rất bực bội, thảo nào ta thấy lạ. Ngay cả Dương Hùng nhìn thấy Trương Oánh rời phòng ta cũng lén lau nước mắt, hắn cho rằng ta sẽ biết nha đầu đó ngay tại đại thư phòng sao. Tiền Thiểu Thiểu thì không cần nói, tên đệ đệ của nàng chỉ biết giết người, ta phải giải thích với hắn 3 lần hắn mới tin là ta muốn xây nhà chứ không phải là xây một cho Trương Oánh. Các nàng nói đi, bọn họ nghĩ cái gì vậy? Phu quân các nàng là một tên khốn kiếp coi mạng người như cỏ rác à? Vân Chiêu mặt hết sức âm u chút giận vào bát cơm, vừa lải nhải vừa ăn liền 3 bát lớn. Phùng Anh một mình hầu hạ 2 tiểu tổ tông ăn cơm, nàng muốn đền bù quãng thời gian vất vả của Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, có thể là quy củ của chàng dọa họ sợ rồi, chàng thử nghĩ mà xem, từ khi giải trại bắt đầu giết người, rõ ràng trong tay chàng có quyền xá miễn. Nhưng lâu như vậy rồi, trong số những người bị giải trại giết, có bản tộc Vân Thị, có học tử thư viện, có người thế gia đại tộc từng ủng hộ chàng, có cả dũng sĩ từng chinh chiến trong quân. Vậy mà chàng đã bao giờ gỡ tội cho ai chưa? Chưa hề, chàng không bỏ qua cho một ai, bọn họ đành đối diện với điều lệ pháp luật lạnh lùng. Như vậy sao họ không sợ chàng cho được? Còn chưa đợi Vân Chiêu ngẫm nghĩ những lời này, Tiền Đa Đa đã vội vàng quay sang chào phúng Tiền Đa Đa đang chuyên tâm cho 2 đứa bé ăn vừa không nghe thấy gì. Hừ, những lời này chỉ có ta, người bị chiều hư từ nhỏ mới dám nói với phu quân, bà nương như cô không có gan nói. Phùng Anh tiếp tục cho con ăn, cười nhạt, công sinh minh, liêm sinh uy, hoàng đế hữu tình trên sử sách toàn là hôn quân.
Gì, ta thích hôn quân đấy, sao nào? Ta thích buổi tối phu quân ôm ta thủ thỉ những lời làm người. Ta sởn gai ốc đấy, cô ghen tị lắm phải không? Lại bắt đầu rồi, Vân Chiêu buông một tiếng thở dài, bỏ bát cơm xuống rời khỏi nội trạch tới hậu hoa viên, ngồi dưới bóng cây nhìn đom đóm bay khắp nơi. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 583, giải quyết nguy cơ tín nhiệm 1. Hôm nay không có trăng nên đêm tối càng tối, giơ tay ra không thấy ngón. Không có trăng nên ngân hà càng rực rỡ, mùa hè ngắm sao ngưu lang chức nữ nghe câu chuyện ái tình duy mỹ của họ thành đề tài của mọi người lúc trà dư tửu hậu. Có lẽ hôm nay Vân Chiêu nhìn lầm, y luôn cảm thấy sao chức nữ đang bỏ chạy, sao ngưu lang do ba ngôi sao tạo thành gánh một đôi nhi nữ một lớn một nhỏ đang truy đuổi. Vân Chiêu sợ những lời Tiền Đa Đa nói, đồng thời cũng bị lời nàng nói làm tổn thương. Chẳng lẽ mình đã trở thành một người máu lạnh như thế rồi sao? Y không muốn mang tâm tư biến thái cảm thụ ôn tình mỹ nhân lần cuối cùng, tiến hành chuyện ân ái không cách nào miêu tả. Sau đó buổi sáng vội vã rời đi, ném cho mỹ nhân tấm lụa trắng để nàng tự xử lý. Sau đó tới trước quan tài của mỹ nhân, vừa vịt rơi vài giọt nước mắt, vỗ quan tài nói, không phải ta muốn giết nàng, mà là trời muốn giết nàng. Ta vẫn yêu nàng, giống tên chó má Đường Minh Hoàng. Vân Chiêu cũng không hiểu Sùng Trinh giết lão bà, chặt đứt tay khuê nữ có tâm tư gì, càng không hiểu những tên khốn kiếp dẫn cả nhà từ già tới trẻ lên trận giết địch. Cuối cùng lấy lão bà, tiểu thiếp nấu canh cho tướng sĩ ăn, để rồi bản thân được danh anh liệt có chút áy náy gì không? Nam tử đại trưởng phu chiến tử thì chiến tử, thân là nam nhân, bảo ra vệ quốc là một phần trong sinh mệnh, chẳng có gì to tát. Huynh đệ thủ thành, tới khi không còn sức nữa phải dựa vào ăn thịt người lấy sức, vậy thì tự mình đi làm, rửa sạch thịt của mình, từng nhát dao xẻ thịt của mình cho vào nồi. Vừa làm vừa hỏi đám huynh đệ có phải là thịt thái hơi dày không, vừa cảnh cáo huynh đệ, mấy ngày qua dạ dày của mình không tốt, nếu muốn ăn nội tạng thì phải rửa sạch vài lần. Đó mới là hào khí nam nhi cắt thịt đem nhắm rượu, đàm tiếu quỷ thần kinh. Vân Chiêu tự cho rằng linh hồn mình rất cao quý, bởi thế hành vi của đám người kia khiến y tổn thương. Ánh lửa lập lòe từ đầu thuốc và ánh sáng từ đít đom đóm đua tranh, Vân Chiêu không hút thuốc, y biết thứ này độc hại hơn ai hết, nhưng hôm nay y phá lệ. Lão tử đã ôn hòa hết mức rồi, vì sao bọn họ vẫn hiểu lầm mình? Vân Chiêu gãi gãi cái chân bị mũi chiếu cố trong bóng tối, y vẫn chưa thông, vì chàng đã thành hoàng đế rồi. Giọng Tiền Đa Đa từ sau lưng truyền tới, ta là hoàng đế, ha ha ha. Vân Chiêu thoáng chốc bùng nổ, như dã thú vừa thức giấc, quay lại gầm gừ, vậy ta đăng cơ ở đâu? Hoàng cung của ta đâu? Long bào của ta đâu? 3.000 hậu cung của ta đâu? Rượu rừng thịt của ta đâu? Đại hội khỏa thân của ta đâu? Hai tay Tiền Đa Đa bám vào vai Vân Chiêu, cả người áp dựa hẳn lên lưng y, hơi thở âm ấm phả vào tai khiến y ngơ ngứa, lễ đăng cơ của chàng là khi chàng xuất hành. Bách tính ở hai bên đường gieo hò, hoàng cung của chàng trong thành Ngọc Sơn này, nơi ai cũng coi là thánh địa trang nghiêm nhất. Long bào của chàng đã lấy ra cho những bách tính y phục lam lũ vá quần áo rồi, 3.000 hậu cung của chàng đang ở trên lưng chàng, một mình thiếp bằng 2.999 người. Chàng muốn ao rượu rừng thịt, thiếp sai đám vân hoa treo thịt khô trong nhà lên, đem hết rượu tồn trong nhà đổ vào ao. Nếu chàng muốn mở đại hội khỏa thân, thiếp thân bồi tiếp chàng, khi ở Ngọc Sơn, hai chúng ta không phải là chưa từng mở hội. Cút! Vân Chiêu vẫn còn tức giận lắm, lúc này cảm xúc khó diễn tả, muốn đập phá cái gì đó, không muốn Tiền Đa Đa vô tình bị mình làm bị thương, đợi khi nào ta nguôi giận nàng hãng tới. Tiền Đa Đa chẳng sợ hãi, thổi một hơi vào tai y, giọng ám muội, thế không mở đại hội khỏa thân nữa à? Cái đó, à, nên mở, mà, có thời gian hãng nói. Vì thế trong cái đêm xòe tay không thấy ngón ấy, hai người buồn chán, thừa lúc bốn phía không có ai, đàm luận chi tiết đại hội khỏa thân. Trừ Tiền Đa Đa nhất định khoe khoang một mình nàng có phong tình của 2.999 mỹ nhân ra, Vân Chiêu đại thể hài lòng. Sáng ngày hôm sau Vân Chiêu tinh thần sảng khoái về đại thứ phòng, vừa nhìn thấy Dương Hùng quát, không được nhúc nhích. Dương Hùng cứng người tại chỗ, Vân Chiêu không chút khách khí đá hắn ba phát, không ngờ tên này đứng tấn rất vững. Bị ba cú đá mạnh mà không suy chuyển, Vân Chiêu cho một đấm vào bụng hắn mới chịu gập người xuống.
Vân Chiêu làm động tác phủi bụi, về bàn ngồi. Dương Hùng ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, ty chức đã làm sai gì ạ? Vân Chiêu hừ một tiếng, hôm qua tên khốn kiếp ngươi hiểu lầm ta muốn giết Trương Oánh. Dương Hùng nghe thế toàn thân run lên, suýt nữa quỳ xuống, rồi rít nói, ty chức hiểu lầm ạ, huyện tôn thứ tội. Vân Chiêu lạnh lùng nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới giết Trương Oánh, thậm chí chưa từng một tích tắc hiện lên trong đầu ta. Đến khi ta về nhà nói chuyện với Dada, nghĩ lại biểu hiện khác thường của các ngươi mới phát hiện. Con mẹ nó, không ngờ các ngươi lại nghĩ lão tử muốn giết công thần. Huyện tôn trừng phạt nhẹ rồi ạ. Dương Hùng nói xong cực kỳ quyết đoán cầm nghiên mực trên bàn đập mạnh lên đầu, máu tươi nhanh chóng chảy ròng ròng đầy mặt, ty chức sai rồi, huyện tôn thứ tội. Những người khác ở bí thư giám không biết chuyện gì xảy ra, bất kể ai đang làm gì cũng như hóa đá, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Bốn bề đại thư phòng im phăng phắc. Vân Chiêu lòng ầm thở dài, Dada nói không sai chút nào cả, mình đã thành hoàng đế do hai nữ nhân tạo thành 3.000 hậu cung rồi, truyền ý chỉ của ta, Trương Quốc Ánh tự ý suy, đoán thượng ý, bỏ danh hiệu chữ quốc 2 năm, chỗ gần suối là nơi âm trạch, không xứng với công thần, lệnh tiền thiểu thiểu chọn nơi dương trạch xây phủ, dùng tiền 1.000 đồng. À đồng bạc đi, Dương Hùng vẫn để cái đầu chảy máu, lập tức chắp tay vái một cái rõ sâu, hô lớn, vi thần tuân chỉ. Vân Chiêu gần giọng, giỏi lắm, ta biết ngươi thích vỗ mông ta, vậy có muốn vào nội trạch làm việc không? Người trong nhà ngốc quá. Dương Hùng vội vàng lắc đầu chạy đi băng bó. Xử lý xong văn thư hôm đó, Vân Chiêu chắp tay sau lưng lên Ngọc Sơn. Người khác hiểu lầm nghĩ oan cho y có thể thông cảm, Từ tiên sinh cũng nghi oan cho y thì đúng là khốn kiếp, cục tức này chưa xả ra y còn chưa thực sự thoải mái. Cho nên khi Vân Chiêu bẹo má mũm mỉm của tiểu sư đệ thành đủ các loại hình thù kỳ quái, Từ tiên sinh kinh hoàng giành lấy nhi tử giao cho lão bà cũng đang hết hồn, ngươi làm gì đấy? Vân Chiêu ngạc nhiên vô kể, ái già, không phải tiên sinh giỏi đoán tâm tư của ta lắm sao? Đoán thử xem. Từ tiên sinh hắng giọng một tiếng, ngượng ngùng lảng đi, ta chỉ hơi lo, nên đi một chuyến. Nếu tiên sinh tin ta thì đáng lẽ không nên đi còn phải mắng đám khốn kiếp của động tiên sinh tới tìm ta. Ta mắng rồi, nhưng vẫn phải đi một chuyến, dù sao quyền lực là thứ quá nguy hiểm, nó dễ dàng thay đổi tâm trí của người kiên định nhất, lão phu chỉ lo ngươi tẩu hỏa nhập ma thôi. Câu trả này vẫn coi như tạm chấp nhận, Vân Chiêu chưa nguôi giận hoàn toàn, rất vô lễ ngồi vắt chân trước mặt tiên sinh, yên tâm, trí của ta rất lớn. Bây giờ mới chiếm cứ được quan trung, chưa đủ để ta đắc ý. Từ tiên sinh cười lớn, được, đợi khi ngươi đạt thành tâm nguyện, dù có dương dương đắc ý cũng là đương nhiên. Đến ngay bọn ta cũng đắc ý. Ông già vô lại, Vân Chiêu còn cách nào khác, tin ta đi, ta không kém cỏi như các ngươi tưởng tượng đâu. Chương 584, giải quyết nguy cơ tín nhiệm, 2. Trương Quốc Oánh đang ngồi trước cửa sổ nhìn bầu trời sao uống rượu, đột nhiên một đám nữ tử che mặt xông tới. Thấy đám nữ tử này ý đồ bất thiện, nàng định kháng cự, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền bỏ ý đồ phản kháng, bó tay chịu trói. Những nữ tử rõ ràng là đồng song ngày trước của nàng, không nói một lời, vừa tới một cái liền trói nàng như bánh tét vác lên vai đi tới mảnh đất gần bên suối kia. Cuối cùng treo nàng lên trên đầm nước, bao vây thành vòng tròn, trầm mặc nhìn nàng. Trương Quốc Oánh nỗ lực ngẩng đầu nhìn người che mặt chính giữa, đừng làm ở chỗ nhiều người như thế, ảnh hưởng không tốt. Người đó phất tay, liền có người che mặt buông thừng, dìm đầu Trương Quốc Oánh xuống nước. Khi Trương Quốc Oánh chuẩn bị tinh thần để chết thì thân thể bị người ta kéo lên, còn tưởng đối phương định nói gì với mình, không ngờ mới thở được một hơi lại bị dìm xuống. Liên tục ba lần như thế Trương Quốc Oánh dù không sợ chết cũng nổi giận, quát lên, nói cho cùng ta vẫn là công thần, sao lại sỉ nhục ta như thế? Người ở, giữa kéo khăn che mặt, không ngờ lại là Vân Chiêu, Trương Quốc Oánh còn đang há hốc mồm thì có thêm nhiều người che mặt nữa kéo tới, từ bốn phương tám hướng kéo tới nhìn chằm chằm. Lúc này Trương Quốc Oánh mặt ướt sũng, bộ dạng thảm hại, vừa xấu hổ vừa tức giận, đang định nói thì Vân Chiêu chặn họng. Dùng giọng điệu xa lạ mang chút chế giễu, nữ nhân này gần đây làm một chuyện rất tài giỏi, mọi người vỗ tay. Thế là Trương Quốc Oánh nghe thấy tiếng vỗ tay rào rào. Vân Chiêu áp tay xuống, tiếng vỗ tay dừng lại. Khi ta đang suy nghĩ thưởng nữ nhân này ra sao thì cô ta chạy tới, lấy bí phương xin ta đổi lấy mảnh đất này. Nói là muốn xây một gian nhà tranh, như thế có thể thấy đỉnh Tuyết Ngọc Sơn, nghe tiếng suối chảy để ngủ. Lúc ấy ta không suy nghĩ gì cả,
vì thư viện ta rất nhiều kẻ biến thái, nhưng sau đó ta chợt tỉnh ngộ, nữ nhân này không phải xây nhà ở mà là muốn xây mộ. Đám đông bên đàm nước bùng nổ, Vân Chiêu lần nữa ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau khi nghĩ thông rồi ta rất tức giận, nữ nhân này cho rằng mình là công tượng lăng mộ hoàng đế thời cổ đại, chỉ cần hoàn thành chỗ quan trọng nhất là sẽ bị tuẫn táng. Vì không để ta phải khó xử, nữ nhân này chu đáo lắm, tự lựa chọn đất xây một cho mình, vậy mà cô ta cũng nghĩ ra được. Ta không biết nữ nhân này khi hoàn thành bí phương chuẩn bị đi tìm ta sẽ ai oán đau thương ra sao, nghĩ mình hồng nhan bạc mệnh thế nào, có khi cũng đã suy đoán ta giết cô ta thế nào đấy. Bây giờ mọi người thấy thế nào, có nên để cô ta đạt thành tâm nguyện không? Chết trước mặt bao nhiêu đồng song thế này chắc là thỏa mãn rồi. Đám đông lần nữa làm ầm ĩ, ai nấy phẫn nộ. Đúng là ăn no rừng mỡ mà. Một học tử cao lớn kéo khăn che mặt, trừng mắt với Trương Quốc Oánh, phất ống tay áo bỏ đi. Oánh oánh, trước khi làm chuyện này cũng nên nói vài câu với bọn ta rồi hẵng chết chứ. Ngươi còn coi bọn ta là tỉ muội không? Một nữ tử áo lục kéo khăn che mặt ra để Trương Quốc Oánh nhìn rõ mặt, dậm chân dẫn một đám nữ tử đi. Trương Quốc Oánh hổ thẹn vô cùng. Thư viện Ngọc Sơn xưa nay chú trọng tinh thần tự nguyện. Nếu như Trương Oánh thích tự sát như thế, không bằng trước đó làm ướt áo. Á, tên khốn kiếp đó chưa nói hết đã bị đồng bọn đá cho không biết bao nhiêu cái. Sau đó lột khăn che mặt của hắn đẩy tới trước mặt Trương Quốc Oánh để nàng nhìn thấy rõ mặt. Đừng giận nhầm người. Ta sẽ giết ngươi. Trương Quốc Oánh môi run run quát. Im ngay Trương Oánh. Mục đích của chúng ta là để mặt trời chiếu rọi thiên hạ. Đại sư huynh sao có thể giết anh tài dùng vô số tâm huyết bồi dưỡng ra khi mới có được quan trung nho nhỏ. Một người khác chỉ mặt Trương Oánh, chả biết đang mắng ai, ngươi coi thường đại sư huynh quá rồi. Nói thế sau này mình cũng sẽ giết. Vân Chiêu vỗ mặt, coi như tiểu nha đầu đó chưa nói gì, giang tay ra áp xuống, lần nữa bảo đám đông im, lặng, biết phải nói gì đây, hôm nay trước mặt tất cả mọi người, ta nói điều này, hãy tin tưởng vào ta. Tin ta sẽ không đố kỵ với tài hoa của các ngươi, không sợ tài hoa của các ngươi, không vì hào quang của các ngươi quá chói lóa mà đưa tay dập tắt. Ta không cần các ngươi làm ra kỳ tích hay có bao nhiêu cống hiến cho huyện Lam Điền, chỉ cần các ngươi đã nỗ lực. Vì hy vọng mỗi người đều không uổng phí tháng năm của mình, để mấy chục năm cuộc đời không vô nghĩa. Nếu các ngươi có thành tựu, xin các ngươi hãy tin, trong đám đông vỗ tay hò reo cổ vũ các ngươi có một người tên Vân Chiêu. Hãy yên tâm làm chuyện các ngươi thích làm, còn lại giao hết cho ta sẽ không phụ các ngươi. Cứ tưởng sau bài phát biểu đầy khẳng khái thâm tình của Vân Chiêu, đám đông sẽ thêm kích động, ai ngờ không khí lắng hẳn xuống. Huyện Tôn chỉ giỏi lừa người ta làm việc cho mình thôi, đám huynh đệ tỉ muội chúng ta ai chả làm việc như trâu ngựa rồi. Nếu huyện Tôn lo tiết lộ bí mật cứ nạp Oánh Oánh làm tiểu thiếp là được, một công đôi việc. Thôi ta về đi ngủ đây, chả có gì hay. Đến một tiếng vỗ tay cũng chả có, cả đám tuôn ra đống lời phế thải, sau đó giải tán hết. Để lại mỗi Trương Quốc Oánh ngực phập phồng dữ dội, đã tới mép vực bùng nổ rồi. Vân Chiêu đoán trước được phản ứng này, rất hài lòng, xem ra đạt được hiệu quả giáo dục rồi, thả Trương Quốc Oánh xuống, song không cởi dây trói, dù sao nha đầu này đang kích động. Khi đó ngươi nghĩ cái gì thế, sao lại nghĩ ta sẽ giết ngươi? Trương Quốc Oánh ngọ nguậy như con sâu đỏ. Vân Chiêu ôn nhu giúp Trương Quốc Oánh vén những sợi tóc dính bết lên mặt, lần sau đừng có tùy tiện nghĩ tới cái chết nhé. Ngày tháng tốt đẹp của chúng ta còn ở phía sau, ngươi không tin ta là làm tổn thương ta, không tôn trọng ta. Ti chức tin huyện tôn rồi, Trương Quốc Oánh bật khóc, khóc thật lớn, khóc vô cùng thương tâm. Vân Chiêu vốn định để nàng phát tiết một lúc cho hả, không ngờ nha đầu này khóc quá khỏe. Cứ khóc, khóc mãi, y giúp lau nước mắt thế nào cũng chỉ càng nhiều. Như vậy không xong rồi, hại thân lắm, được rồi, được, không cần cảm động như thế chứ. Thừng cứa vào thịt đau quá, hu hu. Chuyến đi Ngọc Sơn này không uổng phí, mở một tiết học giáo dục rất có ý nghĩa theo cách chưa từng ai làm. Cởi bỏ tâm kết cho nhân viên nghiên cứu liên quan tới việc bí mật, loại chuyện này nhất định phải làm trước. Nếu không tâm trạng xấu tích lũy dần, tới một mức độ nhất định sẽ không ai muốn phát minh ra thứ tốt nữa, nếu tiếp tục lan tới chính vụ. Sẽ chẳng ai làm việc nghiêm túc nữa. Một khi lan tới quân đội, nó sẽ là thảm họa. Vân Chiêu tất nhiên là thật lòng, đồng thời y cũng nhìn xa hơn tất cả bọn họ. Khi về tới nhà thì đêm đã khuya, Tiền Đa Đa đại biểu cho 2999 giai lệ hậu cung đợi y. Có điều Vân Hiển hôm nay cứ quấy, mếu miệng khóc lóc không chịu ngủ trong nôi,
phu thê đánh đặt giữa hai, người dỗ dành nó ngủ. Đợi khi con ngủ say, phu thê nhìn nhau, đều không còn hứng chí nữa, chẳng bao lâu ai nấy chìm vào mộng đẹp. Buổi sáng tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, Vân Chiêu rất sảng khoái. Tới giờ này mà tên Dương Hùng vỡ đầu kia còn chưa tới quấy rầy y, chứng tỏ hôm nay là ngày tốt thiên hạ thái bình. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần là một ngày bình yên không xảy ra sự kiện gì trọng đại với Vân Chiêu là một ngày đẹp trời. Không nơi nào xảy ra vấn đề, không cần nổi giận chửi mắng đám ngốc bí thư giám. Vân Chiêu hạnh phúc ôm ấm trà nóng, lắng nghe tiếng ve ồn ào ngoài cửa sổ. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 585, lễ khất xảo. Đến lễ khất xảo hay còn gọi là thất tịch, quan trung vào đêm sáng bừng bởi muôn vàn ngọn nến. Nói tới nguồn gốc ngày lễ này của quan trung phải truy tới thời Hán. Có điều những ngày lễ nhàn nhã thế này chỉ xuất hiện vào những lúc mưa thuận gió hòa, cuộc sống sung túc, cho nên tuy trước kia cũng có nhưng chưa bao giờ long trọng như mấy năm vừa rồi. Các cô nương ở huyện Lam Điền từ tháng 5 đã gom tiền với nhau thành lập thất tỷ hội, công tác chuẩn bị đã tiến hành từ lúc đó. Bọn họ dùng các loại vật liệu như giấy màu, gạo vừng, dưa, chế tác thành bông hoa, đồ dùng, nhân vật vừa tinh xảo lại đẹp đẽ. Đến tháng 6, còn đem các loại ngũ cốc, lục đầu vào bát sứ ngâm cho nảy mầm, làm thành bái tiên hòa và thái thần thái. Đến tối mùng 6 tháng 7, các cô nương ai nấy ở sảnh đường hoặc trước cửa nhà mình bày bàn bát tiên, cắm nến thơm, châm hương đàn tốt nhất, đem món đồ nhỏ do mình chế tác phối với món đồ cổ, hoa tươi cùng phấn son bày ra cho mọi người tham quan. Liên tục 3 đêm từ ngày mùng 6, quần chúng bản địa hoặc thôn xóm bốn phương tới trước nhà các cô nương tham quan, gọi là xem thất nương. Người tới xem thất nương ngày càng nhiều thì cô nương nhà đó càng có thể diện. Trong khói thơm lượn lờ, các chàng trai lén lút nhìn trộm nhất cử nhất động của các cô nương, nếu như vừa ý thì về nhà tìm bà Mai tới cầu thân. Liên tiếp 2 tối mùng 6 và mùng 7 các cô nương ăn mặc đẹp đẽ, đốt hương châm nến, quỳ bái bầu trời sao. Từ canh 3 tới canh 5, bái 7 lần mong chức nữ ban hạnh phúc mỹ mãn, gọi là bái tiên. Bái tiên xong các cô nương tay cầm chỉ màu lên tú lâu, hướng về phía ánh trăng sâu kim, gọi là khất xảo, nếu liên tục xuôn qua 7 lỗ kim thì được gọi khéo léo, không thì là không khéo léo. Trước kia Vân Chiêu chẳng mấy chú ý tới chuyện này, cho rằng đó là hoạt động giải trí của nữ nhi thôi, cho nên tỉ muội trong nhà muốn làm khất xảo, y đều ủng hộ mạnh mẽ. Giờ thì không được rồi, Lý trưởng, Túc lão bản địa Lam Điền kết đoàn kết đội dâng thư cho Vân Chiêu, khẩn thỉnh huyện tôn năm nay dẫn bọn họ đi xem thất nương. Vân Chiêu không hiểu, chuyên môn thỉnh giáo từ tiên sinh mới biết xem thất nương là chuyện có ý nghĩa vô cùng, trọng đại. Nó liên quan tới chuyện thanh niên nam nữ cưới gả, là đại sự sinh sôi nảy nở, không thể xem nhẹ. Mọi năm hoàng đế ở kinh sư đi xem thất nương, huyện Lam Điền không cần lắm chuyện. Năm nay thì khác, bách tính huyện Lam Điền bị thê nữ bắt cóc, cho rằng huyện tôn nhà mình tự đi một chuyến có ngụ ý tốt hơn. Hoàng đế mấy năm qua đã không đi xem thất nương nữa, vì bách tính kinh thành chẳng coi trọng sự kiện này, ăn chẳng đủ, sống chẳng yên. Ai thừa hơi đi thỏa mãn chút tâm tư nhỏ của đám tiểu nhi nữ. Còn ở quan trung thì khác, dưới uy hiếp và dung túng của Vân Chiêu, giá trị của nữ nhi quan trung tăng mạnh. Có người vào các công xưởng kiếm tiền, có người tự làm buôn bán nhỏ, có người vào học đường đọc sách, cũng có người tốt nghiệp thư viện Ngọc Sơn xong tới nha môn làm quan. Nữ tử quan trung lớn gan cần cù, làm thủ công kiếm tiền không ít, biết làm ăn thậm chí còn thành gia chủ. Nữ tử tốt nghiệp thư viện đi làm quan càng lợi hại. Về tới nhà phụ mẫu, huynh trưởng quen làm nông thấy muội tử làm quan thiếu điều quỳ xuống đón. 10 năm qua nữ tử có tiền, có địa vị, có học vấn đã thành một lực lượng mạnh mẽ. Lễ khất xảo năm nay chính là vũ đài lớn để họ thể hiện sức mạnh của mình với tầng lớp xã hội quan trung. Ầm ĩ nhất chính là đám tiểu nữ tử thư viện Ngọc Sơn. Tiền Đa Đa đang hướng về phía ánh trăng mù mờ sâu kim, nheo một mắt lại. Sâu thế nào cũng không qua. Phùng Anh làm dễ như không, còn khoe trăng sáng thế này nàng có thể bắn cung xuyên lỗ kim. Cái trò vô vị của hai phụ nhân đã kết hôn tất nhiên là Vân Chiêu lờ đi. Hôm nay y ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cùng các cô nương chưa xuất giá ở Lam Điền trải qua một đêm đẹp. Tiền Đa Đa muốn đẩy Vân Hiển cho Vân Chiêu trông, nàng nói là để con ra ngoài cho biết. Vân Chiêu từ chối thẳng thừng, phá tan âm mưu của nàng. Nên khi y ra ngoài, Tiền Đa Đa gọi đệ đệ tới,
Sai theo sát Vân Chiêu. Vân Chiêu dẫn cả một đám đông tới nhà này, qua nhà nọ, chuyên môn xem tác phẩm thê thảm của các khuê nữ bày trước nhà. Túi thơm méo mó, quạt đàn hương sộc sệch, vòng ngọc xấu xí, mũ đầu hổ khó coi, gối đầu hổ hai màu cam đen, rồi đai lưng, hài, đủ mọi thứ. Chỉ có các cô nương chẳng thấy đâu. Nhỏ nhất có tiểu cô nương 6 tuổi, già nhất còn có khuê nữ 50 vẫn nỗ lực đem mình gả đi. Vân Chiêu rất hài lòng, các khuê nữ ở huyện Lam Điền đều mong được gả cho lang quân như ý, mỗi người đều sẵn lòng cống hiến cho tăng trưởng nhân khẩu ở Quan Trung. Vì thế Vân Chiêu lớn lúc thì lớn tiếng khen ngợi để cho các khuê nữ nấp trong nhà nghe thấy, thi thoảng cười lớn thu hút chú ý của các nàng, sau đó vắt óc ra nói những lời khen ngợi trái lương tâm. Đặc biệt là khuê nữ 50 tuổi, Vân Chiêu cầm từng món đồ khất xảo lên khen ngợi, khiến cho khuê nữ 50 ở trong nhà khóc lớn, thiếu chút nữa coi y là tri kỷ trong đời. Còn về phần có ai cưới khuê nữ già đó không thì Vân Chiêu không biết, dù sao hy vọng khuê nữ 50 tăng thêm nhân khẩu cho huyện Lam Điền là không hiện thực. Hoạt động xem thất nương này Vân Chiêu làm rất chuyên tâm, hơn nữa đặt cả tấm lòng mình vào đó. Đó là chuyện người cầm quyền phải làm được, nếu không hoạt động thân dân trực quan nhất này sẽ gây phản tác dụng. Đi mệt rồi thì ngồi nghỉ chân ở ghế nhà người ta chuẩn bị trước, uống ngụm trà rõ ràng bị hộ vệ kiểm tra 1000 lần. Ăn hai miếng bánh rõ ràng bị đám hộ vệ cắn qua, thế cũng đủ làm nhà đó vinh diệu ba đời. Vân Chiêu nhớ lời Tiền Đa Đa nói, ngày y ra đường bách tính gieo hò là ngày đăng cơ. Gieo hò thì không thấy, chỉ có toàn dân thành lính, nào là hương dũng, nào là đoàn luyện, nào là cả ông già chẳng liên quan cứ nhìn chằm chằm bất kỳ ai có ý đồ tiếp cận Vân Chiêu. Dưới tình huống đó mà có ai còn tâm trạng gieo hò thì y sai bắt luôn kẻ ý đồ bất chính đó. Vân Chiêu rất bực, y tin tưởng đội ngũ hộ vệ của mình, không cần đám người này đi theo cho xinh lắm chuyện, đá đít bọn họ. Bảo họ đi tham gia hoạt động trêu ghẹo phụ nữ quang minh chính đại hiếm có này đi, đám người đó không chịu. Tự phát theo sau Vân Chiêu, sau đó đợi huyện tôn khen ngợi khuê nữ nhà nào xong mới vừa xem khất xảo vừa nói mấy lời phong lưu. Đi hết huyện thành rồi phải cưới ngựa tới mấy trấn lớn, người ở những nơi đó mới là những người trung thành tuyệt đối với Vân Chiêu. Cho nên Vân Chiêu cưỡi ngựa mận chín chuyên môn đi qua mỗi con ngõ, đem lời chúc phúc của mình tới mỗi khuê nữ chưa xuất giá. Hai ngày sau Vân Chiêu về tới nhà, mệt tới mức chẳng muốn nhúc nhích dù một ngón tay. Tuyên truyền chính trị là công việc đòi hỏi thể lực. Khi hai lão bà ở bên xoa bóp an ủi, Vân Chiêu thực lòng nói hai nàng mới là tuyệt sắc giai nhân thật sự. Tiền Đa Đa vươn cổ như thiên nga trắng của mình ra, làm bộ làm tịch hỏi, phu quân vì sao nói lời ấy. Hai ngày qua có rất nhiều nữ trung hào kiệt thừa lúc ta tới, đem dung mạo của mình khoe với thế gian, nói thật, tướng mạo các cô nương huyện Lam Điền ta thật là đáng ái ngại. Đều là do nghèo mà ra thôi, khi ở trong bụng mẹ không được nuôi dưỡng, sinh ra thiếu ăn thiếu mặc, suốt ngày làm lụng, chàng còn muốn họ xinh đẹp nữa thì làm khó người ta rồi. Nữ cũng vậy, nam cũng thế, trẻ con sinh ra mấy năm qua khác rồi, đứa nào đứa nấy chắc khỏe như nghé con, nữ hài tử có da có thịt, thế nào lớn lên cũng xinh đẹp. Vân Chiêu tán đồng lời này của Tiền Đa Đa, nàng nói đúng lắm, đói nghèo thực sự gây ra quá nhiều vấn đề. Phùng Anh cũng tham gia câu chuyện, thiên hạ đều nói đất Thục là nơi sinh mỹ nhân, nhưng khi thiếp tới thành Bạch Đế thu nạp nạn dân, cũng chẳng thấy khá hơn người Quan Trung. Phu quân, chúng ta có nên mở rộng binh lực không? Chàng sớm ngày xuất binh thiên hạ cũng sớm ngày được sống thoải mái một chút. Vân Chiêu an ủi, cố nhịn thêm một năm, đợi chúng ta hoàn thành kiến thiết cơ sở là có thể đạt toàn bộ tinh lực vào chuyện mở rộng quân đội rồi. Chương 586, dã tâm cần vũ khí tương ứng. Hiện giờ huyện Lam Điền đang kiến lập binh đoàn mới là binh đoàn Lôi Hằng, đây là binh đoàn thuần bộ binh. Khác biệt rất lớn với các binh đoàn trước kia, vì nó lấy cơ sở là vũ khí do Trương Quốc Oánh phát minh. Bằng vào phát minh đó, huyện Lam Điền rốt cuộc đã có thể làm ra thứ bọn họ mong đợi từ rất lâu. Đạn có gắn liền thuốc súng vào đầu đạn, có thể bắn được cả trong mưa gió, thậm chí ở dưới nước cũng bắn được. Đương nhiên, muốn trang bị cho cả binh đoàn thì vẫn cần thời gian. Không đúng, nếu nói sâu xa hơn, nền tảng quân đội không nằm ở vũ khí. Vũ khí hay công nghệ chỉ là thứ diễn sinh ra trên cơ sở một xã hội phát triển thịnh vượng, nếu không chẳng khác gì xây lâu đài trên cát. Cứ cho là Vân Chiêu có công nghệ chế tác súng đời sau thì sao, không có sự giàu có của huyện Lam Điền làm điểm tựa, đánh một trận thì số đạn dược tiêu hao đủ làm y phá sản. Nói tới chính trị,
nhận thức của Vân Chiêu chưa đủ sâu, nói với chiến tranh, Vân Chiêu chỉ hiểu bề ngoài. Nếu ở điều kiện tương đồng, về chính trị khả năng Vân Chiêu không bằng được Tôn Truyền Đình, Hồng Thư Chủ, còn ở mặt quân sự, Vân Chiêu càng không phải là đối thủ của đám Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung. Song Vân Chiêu biết rõ ưu thế mình ở đâu, cho nên y đem ưu thế đó khuếch đại vô hạn. Ở mặt an dân, phú dân, toàn thiên hạ không có ai là đối thủ của Vân Chiêu. Cho nên trong tương lai huyện Lam Điền vẫn sẽ không biết mệt mỏi lấy nâng cao mức độ sinh hoạt của bách tính là chuyện trọng yếu hàng đầu. Từ thành quả lao động của bách tính có thể mở rộng vô hạn vũ trang của huyện Lam Điền. Bách tính Đại Minh yêu cầu không nhiều, thậm chí có thể nói là ít tới đáng thương. Khi bọn họ không còn chết đói nữa, họ cung phụng Vân Chiêu dẫn dắt bọn họ có cái ăn cái mặc như thần. Khi bọn họ sống có chút dư giả, bọn họ cho rằng huyện Tôn nhà mình là quan viên tốt nhất trên đời. Rồi đến khi họ đã rời xa nghèo đói, họ sẵn sàng dùng mạng bảo vệ tài sản của mình, thuận tiện dùng sinh mạng bảo vệ huyện Tôn cưỡi lên đầu họ diễu võ dương oai. Mỗi năm sau vụ thu hoạch hè chính là lúc huyện Lam Điền náo nhiệt nhất, vì phú thương khắp thiên hạ tựa hồ đều kéo tới huyện Lam Điền vào lúc này. Điều này chứng tỏ rằng nạn thiếu hụt lương thực ở Đại Minh chưa được cải thiện. Năm nay Vân Chiêu chuẩn bị thừa lúc Quan Trung được mùa lớn, đà kích giá lương thực ở Giang Nam. Khi các thương nhân lương thực phát hiện giá lương thực bán buôn của huyện Lam Điền năm nay giảm những hai thành, bọn họ lập tức phát điên, vô số khoái mã ngay lập tức phóng đi bốn phương tám hướng. Vì lương thực bán buôn ở huyện Lam Điền là giao dịch từ 50 vạn gánh trở lên, còn giao dịch ít hơn 50 vạn gánh coi là giao dịch tiểu ngạch, giá không thay đổi. Làm như vậy là tránh tổn hại tới bách tính bản lương thực lẻ tẻ. Người mua có năng lực dùng bạc thanh toán 50 vạn gánh, lương thực không nhiều, nhưng rõ ràng Ứng Thiên Phủ có người mua như thế. Năm nay Sử Khả Pháp gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là đám huân quý Nam Kinh thống nhất đóng kho lương, dùng bạc để đóng thuế. Lương thực dư thừa ở các tiểu hộ nhỏ lẻ bị bọn họ dùng bạc trắng mua hết rồi, khiến họ không có lương thực nộp cho quan phủ, cũng chỉ nộp bạc. Nếu như là mọi năm, cách nộp thuế bằng bạc này là chuyện quan viên hạnh phúc nhất, giờ thì khác, đám huân quý dám khẳng định. Dù Sử Khả Pháp có nhiều bạc tới mấy cũng chẳng lấy đâu ra lương thực, dùng để hoàn thành phân ngạch quân lương mà triều đình cần. Lương thực ở phụ cận Ứng Thiên Phủ đa phần nắm trong tay bọn chúng, cho Sử Khả Pháp chút bạc, nhưng bọn chúng có thể đẩy cao giá lương, thu về bội phần. Bọn chúng cho rằng, tới tháng 9 mà Sử Khả Pháp vẫn còn chưa gom đủ quân lương, đợi ông ta sẽ là một kết cục vô cùng bi thảm. Vừa có thể diệt trừ Sử Khả Pháp luôn nhắm vào bọn họ, lại có thể kiếm một khoản, đám huân quý sao có thể bỏ lỡ. Trương Phong nhạy bén phát hiện trong này tựa hồ có vụ làm ăn có thể tiến hành, nếu làm tốt còn mang tới thu nhập phong phú cho Quan Trung. Hắn không phải là nhân tài chuyên môn ở phương diện này, sau khi phát hiện ra thủ đoạn của huân quý, hắn liền lấy cớ ra ngoài mua lương thực, chạy suốt ngày đêm về huyện Lam Điền. Bàn tính lách cách liên hồi trong phòng, Trương Phong ôm cốc trà thong thả uống, thi thoảng nhìn Dương Hùng vừa tháo băng do vết thương đã đóng vảy, chỉ có ở huyện Lam Điền mới có sự thong dong thế này. Nghe nói giữa mi tâm của Bao Trừng có vầng trăng cong màu trắng, mi tâm của huynh lại là trăng màu đen, như thế là sao? Dương Hùng sờ vết sẹo ngứa ngáy, bình thản nói, nếu rảnh rỗi thì nên mời ta ăn cơm uống rượu. Đi Minh Nguyệt Lâu nghe hát, xem múa, xem kịch, đợi sau này ngươi cần vầng trăng của ta cứu mạng, ta sẽ giúp ngươi. Không cần, ta vừa về đã nghe đám đồng song kháo nhau sự tích vầng trăng của huynh rồi, ta thấy cả đời này ta không có cơ hội làm chuyện gì lớn tới mức khiến huyện Tôn đố kỵ muốn giết ta. Trương Phong chép miệng, dựa vào hành vi hôm đó của huynh, ta xem chừng huynh cũng không có cơ hội đâu. Dương Hùng lần nữa sờ lên vết sẹo, khi đó kích động quá. Trương Phong chỉ những người đang gảy bàn tính trong phòng, cuối cùng là bọn họ được bao nhiêu lợi nhuận. Nếu bán lương thực cho Trương Bình Trung đang tác chiến với Dương Tự Xương thì có thể lãi 10 lần. Bán cho Lý Hồng Cơ thì lãi khoảng 3 lần, bán cho đám Dương Tự Xương thì lỗ, nếu đem vào thục sẽ thu nạp được lượng lớn lưu dân. Nên phải xem huyện Tôn tính ra sao, tình hình ở đó tệ lắm hả? Trương Phong cảm thán, có thể nói bốn bề là địch, từ huân quý tới bách tính, chẳng ai ưa gì Sử Khả Pháp. Ông ta chỉ được ủng hộ từ đám nhân sĩ nhàn tản trên văn đàn. Đám người này trừ tới thanh lâu ăn uống làm mấy bài thơ thương cảm thời thế, mắng chửi bừa bãi khắp nơi thì hay, cần dùng. Vào việc gì là hỏng việc đó. Bọn ta vốn định thong thả dùng chính sách mềm dẻo để từ từ đoạt lấy quyền bính. Nào ngờ vừa mới có cơ hội đầu tiên thì đám Sử Khả Pháp đã vội vàng,
cho rằng có thể đường đường chính chính tước bỏ nanh vuốt của Huân Quý. Kết quả đám Huân Quý bất chấp đúng sai, chỉ cần một tên công tử ca, mấy tên ác nô, thiếu chút nữa làm nhục Sử Khả Pháp không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa. Ai, đôi khi ta nghĩ, kẻ địch thực sự không phải là tập đoàn lợi ích Huân Quý Nam Kinh, mà là ba người Sử Khả Pháp, biện pháp hay tới mấy mà họ thực thi cũng thành gian nan vô kể. Dương Hùng đã xem báo cáo về chuyện này, lắc đầu, thủ đoạn lợi dụng dân biến có thể khống chế để nhổ tận gốc thế lực Huân Quý ở thôn quê của các ngươi không tệ, đáng tiếc bách tính nơi đó. Ai? Bách tính phương Nam sống tương đối dễ dàng, cho dù ngoài đồng không kiếm được lương thực thì cũng tìm được thức ăn bổ sung ở sông ngòi dày đặc. Ta nghĩ chuyện này cần thong thả dẫn dắt, để họ biết quyền lợi của mình mới chủ động gia nhập chúng ta. Lúc mới nhận nhiệm vụ thì Trương Phong vô cùng tự tin, biện pháp thì hắn không thiếu, nhưng bây giờ từ chiến hữu đến đối tượng mà hắn muốn giúp đỡ đều tích cực gây khó dễ làm hắn thấy kiện sức. Nhưng Chu Quốc Bình lại khác, cô ấy muốn lợi dụng thế lực Bạch Liên giáo gây ra dân biến. Dương Hùng xua tay, những chuyện này ngươi nên nói với huyện tôn, không cần nói với ta. Ta chỉ đánh tiếng trước như thế, Chu Quốc Bình ỷ vào thân phận chữ quốc của mình, đoạt quyền chỉ huy ở Ứng Thiên Phủ, còn nói mình làm mình chịu. Chuyện hiển nhiên, huyện tôn tuy xử phạt tước bỏ chức vụ nhưng không tước bỏ chữ quốc của cô ấy, nếu cô ấy không đoạt quyền mới lạ. Mấy người các ngươi mặc dù ai nấy có sở trường riêng, nhưng luận đại cục không bằng Chu Quốc Bình đâu. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 587, Lỗ Hổng Luật Pháp 1. Trong lúc hai nói chuyện thì tiếng gõ bàn tính cuối cùng trong phòng đã dừng lại. Một ông già ngón tay dài, mặt gầy gò đi ra, đưa tờ giấy cho Dương Hùng, giọng khàn khàn, đây chỉ là tính toán trên giấy tờ. Nếu người ta dùng thủ đoạn thương cổ bình thường thì phần thắng của chúng ta là 7 phần. Nếu người có quyền can dự vào sẽ sinh biến cố, thế nên ta không kiến nghị tham gia vào vụ mua bán mang tính chất đánh bạc này. Dương Hùng đứng dậy chắp tay nhận lấy tờ giấy, hết sức lễ độ, đa tạ đồng lão chỉ điểm. Thương chiến không nhân từ hơn chiến trường đâu, các ngươi cần có nhận thức tỉnh táo. Ông già được gọi là đồng lão không đánh giá cao người xuất thân thế gia thư hương như Dương Hùng, Trương Phong hiểu hết mức độ tàn khốc trên thương trường. Nếu các ngươi dứt khoát muốn làm chuyện này thì nên tới thương khoa ở thư viện Ngọc Sơn, ở đó có vài đứa đệ tử năm thứ năm của ta có thể dùng được, xin huyện tôn cho tới Ứng Thiên Phủ giúp các ngươi. Nói rồi đi vào trong phòng, Dương Hùng vội chắp tay cảm tạ. Đồng lão vốn là người đọc sách, vì gia đạo sa sút không thể tiếp tục đi học, cho nên giữ chừng bỏ bút nghiên đi kinh thương, có được thành tựu không hề tệ, là cự thương có tiếng một vùng Thiểm Bắc. Đáng tiếc tặc khấu nổi dậy, ông ta lần nữa trắng tay, sau đó lưu lạc tới huyện Lam Điền, nhờ có chút tích góp nên mở cửa hiệu nhỏ, định bụng sống bình yên cho hết phần đời còn lại. Sau này Vân Chiêu biết chuyện đích thân mời đồng lão tới thư viện dạy học, đồng lão lúc đó lòng nguội lạnh, nên Vân Chiêu phải tam cố thảo lư mới mời được ông về đứng đầu thương khoa. Khi ấy có không ít tiếng nói phản đối, cho rằng thư viện Ngọc Sơn là danh môn, sao lại đưa thương cổ thối mùi tiền vào. Không chỉ học sinh phản đối cả tiên sinh cũng phản đối, Vân Chiêu vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Mặc dù bây giờ nhiều người phải thừa nhận khi đó Vân Chiêu rất có nhãn quang, nhưng định kiến về thương khoa không thay đổi là bao, chẳng qua là sợ uy Vân Chiêu nên không dám nói ra mà thôi. Dương Hùng về bàn xem lại tờ giấy đồng lão đưa cho họ, sau đó giao Trương Phong 73 vạn gánh lương. Có điều nói trước là không thể thiếu bạc, đồng thời vì hành động của các ngươi, huyện tổn thất hai thành, tương lai các ngươi phải bù lại. Ngươi chắc muốn tiến hành kế hoạch này chứ? Trương Phong hít sâu một hơi, nguyện lấy chết báo đáp. Dương Hùng thu lại tờ giấy, xác ngươi bán được mấy đồng? Trương Phong cắn răng nói lại, toàn lực ứng phó. Từ đầu tới cuối Trương Phong chỉ gặp Vân Chiêu đúng một lần trong hội nghị nhỏ để báo cáo tình hình ở phương Nam. Vân Chiêu sau nghe xong chỉ nói các cơ cấu phía dưới nghiên cứu tính khả thi, nếu thích hợp thì cho phép Trương Phong thực hiện kế hoạch đó. Lúc này hệ thống nội chính của huyện Lam Điền đã tương đối hoàn thiện, rất nhiều việc tự có quy trình riêng, thậm chí không cần tới ý kiến của Vân Chiêu. Kế hoạch lần này của Trương Phong nếu không xảy ra sự cố gì thì Vân Chiêu sẽ chỉ nghe thấy chuyện này đúng một lần nữa khi có văn thư báo cáo kết quả mà thôi. Huyện Lam Điền lúc này coi trọng nhất là trình tự và kỷ luật. Vân Chiêu muốn gieo hạt giống kỷ luật vào trong lòng tất cả người dân huyện Lam Điền, vì thế y không ngại chia tách xé nhỏ cường đạo Vân Thị Hùng Mạnh, vì đám người này là thứ chống lại kỷ luật lớn nhất.
Muốn đám đạo phỉ này không phẫn nộ vì bị bài trừ khỏi hệ thống Vân Thị, Vân Chiêu tăng cường huấn luyện con cháu của họ, đồng thời thu nhận vào trong hộ vệ của mình. Còn về những tên đạo phỉ thế hệ trước thì bỏ vũ khí xuống thành nông phu, những người này Vân Chiêu tới nay vẫn cố gắng dùng gia pháp ước thúc, hiệu quả không phải lúc nào cũng tốt. Hôm nay Vân Chiêu đi tới Thăng Cốc xử lý một đám người làm trái gia pháp Vân Thị, đây là bước cuối cùng chỉnh đốn luật pháp huyện Lam Điền. Khi ra ngoài, Tiền Đa Đa nhỏ giọng nói với Vân Chiêu, hãy nhân từ với những người này nhưng bị phủng. Anh vỗ một cái lên lưng, nghe tiếng thì vỗ rất mạnh. Người đi cùng Vân Chiêu xử lý việc này là cha con Vân Kỳ, Vân Dương, dọc đường đi mọi người đều trầm mặc, không ai có tâm trạng nói chuyện. Đám lão tặc Vân Thị bị giam ở Thăng Cốc đều là người họ quen, thậm chí từng vô cùng thân thiết, bọn họ chẳng phải là phản bội Vân Thị, nhưng bọn họ làm trái luật pháp huyện Lam Điền. Giết người, cướp của, gian dâm, rất nhiều thói xấu không sửa nổi. Khi đi qua ác nhân động, Vân Chiêu dừng bước nói với thủ lĩnh hộ vệ Vân Huy, đưa tất cả phạm nhân ra, xử quyết tập thể. Vân Huy vội hỏi lại, toàn bộ sao ạ? Vân Chiêu nhìn ba chữ ác nhân động cực lớn, không tha một kẻ nào, nơi này là góc tối của luật pháp huyện Lam Điền, nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, cần phải xóa bỏ. Quản sự Lưu Xuân Đạt nghe thấy giết người liền xoa tay kích động, huyện tôn có thể cho vãn sinh tự mình ra tay không? Vân Chiêu nhìn hắn căm ghét, một người đọc sách mà trở nên điên cuồng như vậy cũng là điều đáng tiếc, tuy nhiên rơi vào hoàn cảnh của hắn. Trở thành như thế cũng là chuyện khó trách, được, có điều đại cừu báo rồi, ta hy vọng ngươi có thể rời ác nhân động, sống cuộc đời bình thường. Lưu Xuân Đạt không để ý tới ánh mắt Vân Chiêu, đời này của hắn đã hết rồi, cười hì hì. Vãn sinh thích ở trong ác nhân động, chỉ cần huyện tôn bắt được những kẻ đại ác đưa tới đây, vãn sinh sẽ đợi hắn. Ngươi còn chưa hiểu sao, nơi này sẽ bị bỏ đi, từ nay về sau kẻ phạm tội sẽ bị xử theo pháp luật. Giải trại đang soạn thảo Lam Điền luật rồi, khi đi vào sử dụng, sẽ không có ai bị đưa tới đây đâu. Vân Chiêu nói lại, Lưu Xuân Đạt tự tin nói, huyện tôn sẽ luôn có những kẻ ác vượt khỏi phạm vi mà pháp luật của huyện tôn có thể trừng trị chúng một cách thích đáng. Lưu Xuân Đạt nguyện ở đây cả đời đợi huyện tôn đưa ác nhân tới. Mong rằng những kẻ ác khi làm chuyện ác nói không chừng biết trên đời này có một người như vãn sinh ở ác nhân động chờ chúng sẽ biết chùn tay. Vân Chiêu lắc đầu, rừng lớn rồi thì thứ chim gì cũng xuất hiện, Tiền Đa Đa nói thư viện Ngọc Sơn sinh nhiều kẻ biến thái. Kẻ phụ tình, xem ra tỷ lệ xuất hiện những kẻ đó ở huyện Lam Điền cũng cao lắm. Mắt tiễn Lưu Xuân Đạt hớn hở chạy vào ác nhân động, cơ mặt Vân Huy cũng co giật, do dự hỏi, thi thể có tiêu hủy không ạ? Vân Dương ở bên nói, lát mang đầu tới. Vân Chiêu men theo con đường nhỏ trên núi tiếp tục đi về phía trước, y vẫn còn nhớ năm xưa đám lão tặc hoan nghênh mình thế nào, đem những thứ đáng tiền nhất đặt dưới chân y, thừa nhận y là thủ lĩnh. Thân là cường đạo, thổ phỉ, cái chuyện cướp bóc, gian dâm là chuyện thường ngày, bọn họ làm thế quá nửa đời người. Khi Vân Chiêu thu nạp bọn họ dưới trướng không ý kiến gì, nay lại dùng pháp luật quan phủ để trừng phạt thủ hạ của mình. Chuyện này làm đám lão tặc không sao nghĩ thông được. Chẳng lẽ lại nói với đám người dựa vào giết người phóng hỏa cả đời kiếm sống đó rằng giờ chúng ta là quan phủ rồi, sau này ai làm cường đạo sẽ chặt đầu người đó. Cái đám nửa chữ cắn đôi không biết ấy sẽ không hiểu. Vân Chiêu đi vào nơi giam cầm bọn họ tỏ ra rất bình tĩnh, ai nấy cười hình hịch, giống như trước kia, tựa hồ đợi lão đại của mình nói ở đâu có dê béo để mọi người cùng đi thịt. Trông coi những người này là lão đại trong đám lão tặc Vân Thị, ông ta quát một tiếng, cả đám xếp thành đội ngũ lộn xộn. Chương 588, lỗ hổng luật pháp, 2. Vân Chiêu ngồi xuống ghế nhìn một lượt rồi chỉ tay một tên lão tặc đứng trước mặt mình, sầm mặt hỏi, Bùi Hùng, vì sao ngươi lại giết người? Lão tặc 50 tuổi bước lên, ông ta không thấy mình gây tội gì, đường hoàng vỗ ngực đáp, hắn sỉ nhục thuộc hạ. Theo quy củ lục lâm, huynh đệ bị nhục, đáng lẽ là do lão đại Vân Chiêu dẫn huynh đệ giết cả nhà kẻ sỉ nhục Bùi Hùng mới là tác phong của hảo hán lục lâm chứ không phải là trừng trị Bùi Hùng. Vân Chiêu đối diện với đám rốt này cũng rất đau đầu, khổ chủ giờ đang tố cáo ngươi đấy. Bùi Hùng im lặng. Thiếu gia, làm gì có ai tố cáo Bùi Hùng, Trương Lương tự ngã mà chết. Đây là văn thư do trưởng tử và huynh đệ Trương Lương chứng minh không liên quan tới Bùi Hùng. Bất ngờ Vân Kỳ im lặng suốt cả đường đi lúc này lại đưa ra một tờ văn thư, Vân Chiêu cầm lấy xem, cái văn thư này rõ ràng có vấn đề, cau mày, ngươi dùng tiền hay uy hiếp người ta.
Nếu huyện Tôn chưa tin thì đây là kết quả do chính giải trại thẩm vấn. Vân Kỳ nói xong lại lấy một văn thư nữa ra, trên đó có dấu của giải trại. Kết luận đúng như lời ông ta đã nói, Vân Chiêu không tin giải trại lại cúi đầu ở loại chuyện này. Nhưng sự thực thì văn thư có dấu của giải trại chứng minh không ai nói Bùi Hùng giết người, mày nhíu càng chặt. Thì ra lão tử không giết người, thiếu gia, thuộc hạ đi khấu đầu vấn an tộc trưởng nãi nãi. Bùi Hùng vừa cười ha hả thì bị Vân Kỳ đá một cái khuỵu xuống luôn, vội đưa tay bịt miệng không dám nói nữa. Vân Chiêu cảm thấy chuyện này hơi tà môn, chỉ tên khác, Tiết Lương Tài, ngươi gian dâm dân nữ, làm trái quy củ sơn trại, giải thích thế nào đây? Một tên cường đạo chừng 30 cao lớn sừng sững như trái núi cười toét miệng đi tới, thuộc hạ ngủ với lão bà của mình thì phạm vào quy củ gì chứ ạ? Nghe hắn trả lời như vậy Vân Chiêu tái mặt, biết ngay có chuyện không lành rồi, đám người này do Tiền Thiểu Thiểu bắt về, chuyện không thể sai được. Quả nhiên tiếp đó y không ngừng tra án, nhưng người dưới luôn có các loài giải thích hợp tình hợp lý cho việc làm của mình, dù có là đi cướp cũng biến thành làm việc nghĩa. Vân Chiêu bóp chán, mới đầu y nghi Tiền Đa Đa can thiệp, nhưng nàng không có uy lớn đến thế để giải quyết mọi chuyện kín kẽ, chỉ một người làm được việc này. Là mẹ y thôi. Với mẹ mà nói, giải quyết mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Vân Chiêu tức, giận vô cùng, đây là biểu hiện của lạm dụng quyền lực, có điều y vẫn kiên nhẫn tra hỏi hết một lượt. Kết quả đám cường đạo này con mẹ nó bỗng dưng toàn là người tốt, không bị hiểu lầm thì bị nghi oan, không kẻ nào là đáng chết cả. Lúc này Lưu Xuân Đạt vui vẻ kéo cái sọt lớn tới, bên trong toàn thứ đen đen tròn tròn, nhìn xa ai cũng tưởng là dưa hấu, tới gần rồi mới phát hiện đều là đầu người hết. Đầu rất sạch sẽ, xem ra đều được rửa cẩn thận, Lưu Xuân Đạt xếp từng cái lên bàn lớn như bày dưa hấu bán, rất chỉnh tề. Còn dùng giọng hớn hở kể lại cho dù trong đại sảnh toàn là cường đạo nhìn đống đầu lâu với đủ biểu cảm đặc sắc trước khi chết cũng lạnh sống lưng. Đây đoán chừng cũng là an bài của mẹ, tiếp theo đây thì đám khốn kiếp này thế nào cũng nhận một màn tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vân Chiêu lần nữa nhìn Vân Kỳ, những chuyện này đều qua tay ngươi xử lý à? Vân Kỳ khom người nói, đều do lão nô làm. Được, được, trong tay ngươi có quyền, có tiền. Vậy người bị cướp, bị giết, bị cưỡng bức chẳng lẽ là đáng đời? Tộc trưởng đã xóa bỏ âm tộc, đây là lần cuối, về sau có loại chuyện này, cứ theo luật xử trí. Vân Chiêu quét mắt qua đám lão tặc, giọng lạnh tới phát run, các ngươi thật may mắn có một tộc trưởng thiên vị các ngươi. Cả đám quỳ xuống, kẻ nào kẻ nấy đầu cúi gầm, không dám nói nữa. Vân Kỳ thi lễ, 3 ngày sau phu nhân sẽ mở tộc hội tuyên bố, tộc trưởng sẽ do thiếu gia tiếp nhận. Phu nhân không quản chuyện trong tộc nữa. Vân Chiêu gật đầu đứng dậy muốn đi, hôm nay coi như chẳng thể làm gì nữa rồi. Lưu Xuân Đạt vội chạy theo, huyện tôn cho vãn sinh mấy cái đầu này nhé. Vân Chiêu lúc này làm gì có tâm tình so đo thứ đó với hắn, xua tay, bảo hắn tự xử trí. Trên đường về tâm trạng Vân Chiêu còn nặng nề hơn lúc tới, tựa như áp tảng đá lên ngực. Vân Dương đưa Vân Chiêu nửa củ khoai lang, bình thường Vân Chiêu không ăn đâu, hôm nay y rất tức giận, nên lấy củ khoai làm chỗ chút giận, ta rất thất vọng với giải trại. Đây là chuyện do Thẩm Thẩm bàn bạc với Lô lão phu nhân rồi làm, giải trại biết được cũng rất tức giận, nhiều lần đi hỏi khổ chủ có muốn tố cáo không, ông ta nhất định chủ trì công đạo. Vân Dương rất được việc, nãy giờ đã thông qua cha hắn tìm hiểu ngọn ngành rồi, kết quả là không ai tố cáo, thi thể bị Bùi Hùng giết còn bị nhi tử và huynh đệ hắn đào lên thiêu thành tro. Trước mặt tiền, đến tính mạng bản thân họ còn chả cần nữa là. Dân không cáo, quan không cứu, giải trại chẳng có cách nào. Vân Chiêu mặt càng tối đen, sửa, luật phải sửa, sau này có những tội, kể cả dân không tố cáo, quan cũng phải truy cứu. Nếu không người có tiền có quyền sẽ muốn gì làm nấy, thế giới mới y lập nên chỉ là bong bóng xà phòng thôi, trông thì đẹp, đụng là tan. Rất nhiều người biết hôm nay Vân Chiêu đi đâu làm gì, nhìn qua thì như chẳng ai quan tâm, vẫn cứ việc mình làm, kỳ thực. Tai bọn họ dựng lên như tai lừa đợi kết quả cuộc thẩm phán quan trọng này. Từ sau khi cường đạo Vân Thị giết sạch toàn bộ cường đạo xung quanh, chỉ còn bọn họ có thể làm sằng làm bậy ở huyện Lam Điền. Câu này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng là hiện thực sống sờ sờ, đám cường đạo đó tiếng là đã buông đao kiếm xuống, cầm cày cuốc thành nông hộ bình thường rồi. Nhưng bản chất vẫn là đám tặc khấu, thường ngày vào quán ăn không trả tiền, có chút va chạm là ra tay đánh người, trêu ghẹo khuê nữ nhà lành, ức hiếp người khác. Mọi người đa phần nén giận tránh xa,
Rốt cuộc cũng có những kẻ gây chuyện tày đình rồi, ai cũng muốn biết Huyện Tôn sẽ xử trí chúng ra sao. Vân Chiêu thông thường không hỏi tới chuyện hình danh, điều này bách tính quan trung đều biết, muốn cáo trạng tới tìm giải trại, tìm pháp ti Lam Điền. Khi pháp luật đối diện với đám cường đạo Vân Thị không có hiệu quả, chủ nhân Lam Điền rốt cuộc cũng phải ra tay. Nếu như ngay cả Vân Chiêu còn không trị nổi đám người này, bách tính quan trung từ nay thấy đám cường đạo Vân Thị chỉ còn cách nhìn thấy chúng phải đi đường vòng thôi. Tin tức liên tục được truyền về từ Thăng Cốc. Huyện Tôn muốn giải quyết góc tối của luật pháp huyện Lam Điền, Huyện Tôn chặt đầu toàn bộ ác nhân trong ác nhân động. Huyện Tôn muốn xử lý đám lão tặc tội ác chồng chất, nhưng không có căn cứ, không có khổ chủ. Sau khi nghe nói người gỡ tội cho đám lão tặc là Vân Thị tộc trưởng, Huyện Tôn chẳng làm gì được, chỉ có thể cảnh cáo, không được có lần sau. Rất nhiều người thất vọng, giống như kiêu hãnh của bọn họ vừa trà đạp, nhiều cái lưng cúi xuống, nhiều tiếng thở dài, Thành Ngọc Sơn đột nhiên im ắng hơn rất nhiều. Thế nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền về, 3 ngày sau tộc trưởng Vân Thị truyền lại vị trí cho Huyện Tôn, từ đó lấp kín sơ hở cuối cùng của luật pháp Lam Điền. Sau này nếu có lão tặc Vân Thị còn làm loạn pháp kỳ ắt khó thoát được lưới pháp luật. Mọi người thở phào. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 589, còn sót một tên cường đạo. Trên đường về, Vân Chiêu từ từ bình tĩnh lại, cũng hiểu được hành vi của mẹ. Giết đám lão tặc dễ gây lay động gốc rễ Vân Thị, không giết lại làm hỏng uy nghiêm của luật pháp. Vân Nương vì thế ra tay giúp nhi tử giải quyết vấn đề khó khăn này. Quay về tới hậu trạch gặp mẹ, Vân Chiêu hổ thẹn nói, hài nhi vô năng, làm thanh danh mẫu thân bị tổn hại. Vân Nương dừng gõ mõ, mẹ cần thanh danh tốt làm cái gì chứ? Vân Chiêu ngồi xuống bồ đoàn cạnh mẹ thở dài, dù thế nào cũng là tại con vô năng mới khiến mẹ phải bận lòng. Vân Nương xoa má Vân Chiêu, ai cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy, trên đời làm gì có chuyện gì thực sự vẹn toàn. Mẹ làm thế này tuy có lỗi với khổ chủ, à không, họ không phải khổ chủ, phải nói là có lỗi với người gặp nạn. Bình sinh mẹ ghét nhất những kẻ dâm tà, nhưng khuê nữ gặp nhà bị tai. Ương đó thấy sinh lễ 1.000 đồng bạc lại thẹn thò nói, nghe cha mẹ sắp đặt, thế thì cũng xứng với tên khốn kiếp tiết lương tài thôi. Nhà có người chết vui vẻ nhận tiền bồi thường, thương hộ bị cướp mẹ bù cho chuyện làm ăn tốt hơn, mặc dù về mặt pháp luật thì không đúng. Nhưng mà mọi người cần tiền chứ không cần công bằng. Con à, người quan trung tính tình cương liệt, thà gãy không cong, đao khách không ngại đi ngàn dặm đòi lại công bằng. Nhưng giờ đây mọi người coi trọng tiền tài hơn, đây không phải chuyện hay. Con cần chú ý. Vân Chiêu trầm ngâm, có câu kiêu sa dâm dật hỏng phong khí. Những lời này rất có lý, nhưng mọi người không thể nghèo tới chỉ còn dựa vào cốt khí để sống. Cuộc sống giàu sang rồi, mạng liền thành quý giá, không ai muốn chết nữa. Tất nhiên thiếu đi người trượng nghĩa lên tiếng. Trước kia con cho rằng triều đình hủ bại cho nên thích bày ra cái gì mà hiếu liêm, cái gì mà bia trinh tiết. Toàn những trò lừa người, giờ xem ra người ta làm thế là có lý, ngược lại con quá nông cạn rồi. Vân Nương chỉ cảnh báo nhi tử như vậy, bà tin con mình sẽ có cách giải quyết, không cần mình nhiều chuyện. Loại việc thế này Lô lão phu nhân nói rồi, làm một lần đã là nhiều. Làm 2 lần thành hại, 3 lần thành họa. Mẹ sẽ triệu tập đám lão tặc tới nhà, nói với họ, đây sẽ lần duy nhất mẹ gỡ tội cho chúng, sẽ không có lần sau nữa đâu. Tất nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chuyện này cứ để Vân Kỳ làm là được rồi, con không nên can dự vào thêm. Vân Chiêu trịnh trọng dập đầu, mẹ, đây là lần duy nhất con nghe mẹ ở loại chuyện như vậy, lần sau con không làm thế đâu. Vân Nương vỗ đầu nhi tử, như vậy mới phải. Cảnh mẹ hiền con hiếu ở nội trạch Vân Thị tất nhiên không thể để người ngoài biết được, đây vốn là một vở kịch để cho những người không thể nhìn thấy vấn đề sâu xa hơn xem. Còn về phần người thông minh, bọn họ vốn chẳng tin luật pháp công bằng tuyệt đối. Bọn họ ngược lại còn nghĩ rằng, Vân Chiêu vì bách tính đáng thương mà cược cả thanh danh của mẫu thân của mình vào việc này đã là lòng thương xót lớn nhất rồi. 3 ngày sau, trong từ đường lớn của Vân Thị tiếng kêu thảm liên hồi. Mỗi tên lão tặc Vân Thị từ trong từ đường đi ra vẫn vênh mặt làm ra vẻ khí khái anh hùng, nói chỉ là trừng phạt nhỏ. Nhưng nhìn máu dính cả vào quần cùng bước chân của họ thì biết đây là điều khoản nghiêm khắc. Khi Vân Chiêu gặp lại giải trại, 2 người chỉ còn biết nhìn nhau mà thở dài. Tới khi Tiền Thiểu Thiểu quan giám sát tối cao lấy ra bản thảo điều lệ quan cáo, 2 người mới vào trạng thái công tác.
Phúc Vương từ Lạc Dương phái tín sứ tới đưa 20.000 lượng hoàng kim. Vân Chiêu nhận tiền, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Y biết chuyện Lý Hồng Cơ đánh Lạc Dương, nhưng chẳng có gì để nói về chuyện đó hết. Thủ quân Lạc Dương mà chống lại được thì Phúc Vương có thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Nếu như không chống lại được thì khả năng bị Lý Hồng Cơ thêm thịt hươu, nấu một nồi canh thịt hươu ngon lành. Con người chỉ có thể dựa vào mình. Phúc Vương muốn tới Quan Trung. Tiền Thiểu Thiểu nói nhỏ bên tai Vân Chiêu, ông ta không tới đâu, ông ta thả đi Nam Kinh chứ không tới Quan Trung. Nhất là phát hiện Tần Vương chỉ còn 1.000 mẫu ruộng thì ông ta càng không tới, vì 2 huyện ở phụ cận Lạc Dương đều là của ông ta. Ông ta tỏ vẻ như vậy là để yên lòng chúng ta thôi. Ông ta muốn thuê của chúng ta một đội quân giúp ông ta thủ thành, nếu thủ không được ông ta hy vọng đội quân này giúp ông ta đảo bảo an nguy. Vân Chiêu hơi nhếch mép, có phải là ông ta muốn đội quân đó hoàn toàn nghe ông ta chỉ huy không? Vâng ạ, vì chuyện này ông ta sẵn sàng bỏ ra 50.000 lượng hoàng kim. Tiền Thiểu Thiểu giọng càng nhỏ hơn, hiến kế mượn dao giết người, tất nhiên chúng ta không thể phái huynh đệ cho ông ta trà đạp, nhưng mà nếu phái đám lão tặc cho ông ta, chẳng phải là quá hợp sao? Vân Chiêu phủ định ngay, nếu đã xá miễn tội cho họ rồi thì không cần đẩy họ vào đống lửa nữa, quên chuyện này đi. Sinh tử của Phúc Vương không liên quan gì tới chúng ta, không cần phải vì chút tiền mà sinh thêm rắc rối. Tiền Thiểu Thiểu tiếc lắm, lẩm bẩm, những 50.000 lượng hoàng kim đâu phải là ít chứ. Vân Chiêu lạnh nhạt cúi đầu xem văn thư, ta cũng không bảo số tiền đó là ít. Tiền Thiểu Thiểu kích động tức thì, mắt sáng lên, ý huyện tôn là. Vân Chiêu vẫn xem văn thư, tựa tự đang tự nói cho mình nghe, đến 20 tháng 9 này phải gửi khoản trợ cấp tiếp theo cho trấn Ninh Hạ, những 26 vạn đồng bạc, kho thì trống không mất rồi. Tiền Thiểu Thiểu không nghe hết đã chạy mất rồi, kỳ thực hắn cũng rất muốn lừa của Phúc Vương 50.000 lượng hoàng kim này, nhưng tấm gương của đám lão tặc vẫn còn đó nên không dám làm bừa. Giờ tốt rồi, có thể làm rồi, ngoài kia người ta ăn mừng vì huyện Lam Điền không còn cường đạo nữa, họ không bao giờ biết, vẫn còn sổng một tên lớn nhất. Dương Hùng lại ôm một chồng văn thư được phân loại đặt lên bàn Vân Chiêu, lấy cái trên cùng ra. Trương Bình Trung phái người tới mua lương thực, hắn muốn 20 vạn gánh lương, hy vọng chúng ta bán cho với giá của 50 vạn thạch lương. Vân Chiêu phê duyệt ngay rồi trả lại. Dương Hùng xem phê duyệt mà kinh ngạc, 5 lượng một gánh, hơn nữa không phải là toàn lúa mạch. Hắn cướp bóc trong thục bao nhiêu tiền tài như thế, hai bách tính đất thục không biết bao người nhà tan cửa nát. Bỏ xứ ra đi, ta phải lấy lại tiền tài chúng cướp đi để hỗ trợ lưu dân đất thục tại thành Bạch Đế. Nhưng mà 5 lượng một gánh thì bất kể thế nào Trương Bình Trung cũng không chịu. Vân Chiêu vỗ bàn quát, nếu hắn không chịu thì bảo Vân Phúc xuất quân từ kinh quan, giờ ta còn chịu bán lương thực cho hắn, nếu nể mặt mà hắn không biết thì ta cướp. Dương Hùng không rõ vì sao huyện tôn lại đùng đùng nổi giận, không dám hỏi nhiều, vội mang văn thư đi trả lời sứ giả của Trương Bình Trung. Tiền đa đa mấy, ngày qua luôn vô cùng ngoan ngoãn, nữ nhân này chỉ cần cố ý đóng giả thì giả thành loại người gì cũng giống. Như nàng đã nói, một mình nàng kiêm phong vận 2999 mỹ nhân. Hôm nay nàng đóng vai mỹ nhân hiền huệ, mặc vải thô không hoa, lấy chiếc khăn xanh buộc đầu, tay cầm y phục Vân Chiêu may cá, chân đưa nôi cho Vân Hiển, thằng bé hai tay nắm chặt ngủ rất say. Nàng may vá một lúc cúi đầu nhìn nhi tử béo trắng, quệt kim lên tóc cho trơn, tiếp tục làm việc, chẳng có ai nhìn, nàng vẫn cực kỳ chuyên tâm với vai diễn của mình. Thấy Vân Chiêu đi vào, nàng nhanh chóng đặt kim chỉ xuống, chạy ra đón, phu quân vất vả cả ngày, mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi, thiếp thân đã để trà mát cho chàng, vừa vặn để uống. Vân Chiêu xem nhi tử trước, vừa ngồi xuống ghế tựa thì ấm trà được Tiền Đa Đa đặt bên tay, tu một ngụm, đúng là trà man mát vừa miệng, không phải là nàng cãi nhau thua Phùng Anh miệng như hũ nút chứ. Tiền Đa Đa giống tiểu tức phụ bị ức hiếp, sau này không cãi nhau với cô ta nữa. Lại ra tay hả? Cô ta cãi lý không lại, nâng thiếp lên dọa ném xuống giếng. Chương 590, thân thích nghèo tới tống tiền. Vân Chiêu chỉ biết lắc đầu, cuộc chiến giữa hai lão bà của y là vậy đấy, mở màn bằng cãi vã, kết thúc bằng ẩu đả. Phùng Anh rõ ràng không thể cãi lại Tiền Đa Đa những cứ thích cãi nhau, tương tự, Tiền Đa Đa rõ ràng là không đánh lại Phùng Anh, nhưng nàng luôn là người ra tay trước. Thực sự không cách nào lý giải hành vi của hai nàng, mà Vân Chiêu cũng không định tìm hiểu. May là cho dù hai nàng đều thích thể diện, cho dù đánh nhau cũng rất đẹp mắt, không chỉ Vân Chiêu xem,
đám Hà Thường Thị, Vân Xuân Vân Hoa xem, cả Vân Nương thi thoảng cũng xem, còn vỗ tay. Hai người mẹ đánh nhau, hai đứa bé cũng lấy đầu húc nhau như trọi trâu. Đợi mẹ đánh nhau xong, bọn chúng kiếm bừa một người mẹ xà vào lòng, đương nhiên, thường là cả hai đứa bé cùng chạy về phía Tiền Đa Đa. Mỗi khi xuất hiện loại chuyện đó, dù thua, Tiền Đa Đa vẫn kiêu ngạo như con gà vừa đẻ trứng. Phùng Anh về rồi, Tiền Đa Đa rất rộng lượng đem vàng bạc tích góp được chia cho Phùng Anh một nửa, chuẩn xác mà nói thì là chia cho Vân Trương. Với cái tính yêu tiền như mạng của Tiền Đa Đa, nàng chia tiền cho ai thì có phải là người cực kỳ quan trọng với nàng. Nói tới sống một cách sinh động phong phú thì Phùng Anh kém xa Tiền Đa Đa. Không phải vì Tiền Đa Đa xinh đẹp hơn, mà vì mỗi hành động của nàng đều phù hợp với kỳ vọng đẹp nhất của nam nhân với nữ nhân. Cho dù nàng có ích kỷ, hẹp hòi, tham lam thì nhìn cũng rất đẹp. Hậu cung có 3.000 giải lệ, Tiền Đa Đa độc chiếm 2.999 rồi, chỉ còn một chắc vì người ta thấy thiếp đáng thương nên để lại chứ gì. Phùng Anh ngồi trước bàn trang điểm búi tóc, tóc nàng rất đẹp, đen bóng như lụa, búi tóc tháo ra, mái tóc dài đổ xuống như thác, dù gì nàng cũng gả cho ta rồi, hối hận cũng muộn. Vân Chiêu ngồi trên giường dùng ánh mắt thâm tình nhìn Phùng Anh, chải tóc, Phùng Anh hơi nghiêng người nhìn y, thiếp không biết mình có gả nhầm người không, nhưng bằng vào cái miệng của chàng, nữ nhân dù có bị chàng hại chết cũng chẳng có gì oan khuất. Vân Chiêu cười ha hả, ta dùng mạng thích các nàng mà, tất nhiên làm sao mà gả nhầm được. Phùng Anh bĩu môi, nàng thực sự không quen mấy lời tình tứ như thế, lời này mà thiếp nghe được trước khi chết mới là viên mãn. Vân Chiêu giơ tay đầu hàng, bằng vào sức khỏe của nàng, e là ta và Đa Đa không sống hơn nàng được. Phùng Anh cười khúc khích, đi tới bên giường dựa đầu vào vai Vân Chiêu, ba chúng ta kỳ thực rất tốt, thiếp cũng không ngờ rằng gả đi rồi lại sống thư thái thế này. Phu quân thật là giỏi, huyện Lam Điền, quan trung 68 châu huyện được chàng quản lý bình yên hạnh phúc, ai ai cũng sống thư thái. Ngay trong nhà cũng yên tĩnh hài hòa, lại được mọi người yêu quý tới mức trời trăng đều thấy rồi. Vân Chiêu bóp mũi Phùng Anh một cái, ai dám bảo A Anh không biết nói tình thoại ngọt ngào nào, chỉ hai nàng cũng đủ biến hoàng đế tốt thành hôn quân rồi. Vậy mà đến giờ ta vẫn còn anh minh thần võ thế này đúng là trước chưa từng có, sau chẳng ai bằng. Phùng Anh cười duyên nghiêng người đi, dán người vào lồng ngực Vân Chiêu, áp thân hình nảy nở chỉ mặc chiếc áo sa mỏng lên người y thủ thỉ. Phu quân, nay thiên hạ đại minh đã lộ rõ loạn thế, chính là lúc trời nổi sát cơ, vật đổi sao rời, đất nổi sát cơ, long xà xuất hiện. Phu quân đã không còn thiếu thiên thời địa lợi nhân hòa rồi, đã tới lúc lập thiên đạo, định nhân tâm, đừng để đến lúc người nổi sát cơ, đất trời lộn nhào. Tào Tháo từng nói, giả sử quốc gia không có ta, chẳng biết bao người xưng vương xưng đế. Câu này dùng với chàng rất đúng. Vân Chiêu vuốt ve sống lưng nàng, giờ mới là lúc long xà lộ diện thôi, đợi lúc đám quốc tặc kẻ nào kẻ nấy rõ mặt, lộ ra dã tâm của mình. Ta mới đánh một trận diệt hết tất cả, có trừ đi đám quốc tặc thì mới có thể mở đầu thịnh thế, nếu không chúng cứ ẩn mình trong tối đóng giả trung lương rất là phiền toái. Phùng Anh kéo tay Vân Chiêu đặt lên ngực mình, thiếp thân đứng ở trên thành Bạch Đế nhìn xác trôi đầy sông. Cảm giác Lam Điền ở sau lưng giống như giấc mộng vậy, giống như tảng đá lớn giữa dòng, mặc sóng cả ngập trời vẫn đứng sừng sững, sao phu quân làm được như thế? Á, nói chuyện hùng tâm tráng trí với lão bà ở trên giường rất vô vị, được nàng khen một câu có coi gia chi vạn hộ hầu, chẳng bằng khen trưởng phu có quả thận tốt càng làm nam nhân hoan hỉ hơn. Phùng Anh đúng là rất khác với 2.999 mỹ nhân còn lại trong hậu cung, thế nên Vân Chiêu quên luôn cái gì mà thiên thời địa lợi nhân hòa mà nàng nói, y chỉ muốn làm hôn quân thôi. Huyện Lam Điền cũng bị người đời bỏ quên rồi. Quan phủ không hỏi đến, cường đạo không ngó đến, đến cả kiến nô hung tàn ngoại vực cũng không mưu toan thành Lam Điền nữa. Tựa hồ 68 châu huyện quan trung chưa bao giờ thuộc về Đại Minh, tựa hồ thành Lam Điền đã đứng đó từ ngàn đời, chẳng ai ý kiến. Giống như trước mắt có ngọn núi nguy nga, bất kể ngươi thích hay không thì nó vẫn cứ ở đó. Phùng Anh nói cũng không sai, thiên thời đã đổi. Trong triều đã có người ngầm kiến nghị hoàng đế phân phương Bắc cho Vân Chiêu, để y kháng cự người Kiến Châu, cùng đám tặc khấu Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung. Sau đó mọi người dẫn hết phú hộ phương Bắc cùng xuống phương Nam hưởng thụ, nói không chừng có thể tọa sơn quan hổ đấu. Tin tức này truyền về khiến Vân Chiêu rất vui mừng. Nhưng trong triều vẫn còn đám gian thần cho rằng, thế khác nào cách làm giữ hổ mưu bì, nếu Vân Chiêu lấy được đất Bắc,
y sẽ chảy rãi nhìn Giang Nam giàu có. Duy trì tình huống bây giờ thì Giang Nam còn có chút thời gian chuẩn bị, chỉnh đốn quân lực, sẵn sàng chiến đấu. Không ngờ hoàng đế lại đồng ý với đám gian thần, làm y thất vọng biết bao. Nếu như có thể lấy được phương Bắc một cách hòa bình, Vân Chiêu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của những người thông minh kia. Nếu cần y sẽ thề với trời, định ra điều ước không xâm phạm lẫn nhau, dù muốn y tiếp tục cống nạp cho Sùng Trinh ở phương Nam cũng được. Chỉ cần đám người đó dám đưa ra điều kiện, Vân Chiêu sẽ khiến chúng thỏa mãn gấp đôi. Điều đó chẳng phải là vấn đề lớn, đợi phương Bắc được Vân Chiêu chỉnh đốn xong, y sẽ cùng đám người kia thảo luận chuyện nhỏ xíu là phương Nam sáp nhập phương Bắc. Khi trời vừa sáng, Vân Chiêu còn chưa rời giường rửa tay thì Dương Hùng đưa tới tin tức, tin sứ của Tần Lương Ngọc đã tới Quan Trung. Vân Chiêu ngồi trên giường đọc văn thư do Vân Hoa đưa tới, đẩy Phùng Anh vẫn đang ngủ say. Phùng Anh dụi mắt ngồi dậy, thấy Vân Hoa nhìn chằm chằm thân thể mình, kéo chăn che đi chỉ ra cửa, Vân Hoa bĩu môi ra ngoài. Vân Chiêu đã mặc xong y phục nói, người ta tới hỏi tội, nếu nàng thấy khó xử thì ta bảo Dương Hùng đi đối phó. Phùng Anh nằm lại giường, lấy tay che mắt, không muốn ánh sáng lọt vào phòng quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, chàng bảo Sở Sở đi chiêu đãi sứ giả ấy. Ý, nàng cũng hơi vô tình đấy, chỉ là đám thân thích nghèo tới xin xỏ ít tiền thôi, chiêu đãi tốt cho ăn ngon uống đủ, khi nào đi thì tặng ít quà là được. Vân Chiêu gật gù, nói vậy là Tần Soái đã không khống chế được Thổ Ti Thạch Trụ nữa à? Với tính cách lão tổ tông, nếu thấy chúng ta vào thục không ổn thì căn bản chẳng nhiều lời với chúng ta, dẫn đại quân tới đánh là đủ rồi, căn bản không thèm phái tín sứ tới. Phùng Anh lười nhác nói, nếu Phùng Anh đã nói thế thì chẳng thể sai được. Vân Chiêu trước khi đi thấy nắng chiếu lên mông nàng, vội vàng kéo rèm xuống, không cho mặt trời ngó nghiêng lão bà của mình. Các bạn vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.